Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Đã quay trở lại với buổi phát trực tiếp số 32 của kênh YouTube Đầu Xưa Lại Nguyên nha cô chú anh chị ơi. À, số này là số 32 cho em gái nha cô chú anh chị. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 nha. À, ngày 9 tháng 7 năm 2024 luôn ạ. Trong quá trình chờ đợi thì cô chú anh chị mình có thể chia sẻ giúp em gái nha cô chú anh chị. Mình chia sẻ giúp em đi để có nhiều khách vào rồi em sẽ tiến hành buổi phát live trực tiếp cho mình xem nhiều nội dung nha. Nhiều mẫu mã, nhiều sản phẩm vừa cập nhật vài ngày hôm nay luôn á. Buổi này là buổi số 32 rồi nha cô chú anh chị ơi. Mình đã trải qua được 32 buổi phát ha. Giờ hôm nay em cũng cố gắng sưu tầm rất là nhiều mẫu mã đẹp, độc và lạ để giao lưu cùng với cô chú anh chị mình gần xa nha cô chú anh chị ha. Có rất là nhiều mẫu luôn nha. À, em có hôm nay sưu tầm được một lô gốm tàu xưa nè, rồi gốm Nhật nha cô chú anh chị. Gốm tàu xưa, gốm Nhật, rồi đá ngọc phong thủy, rất là nhiều loại luôn á. Xin nhắc lại là sau khi kết thúc phiên livestream thì cô chú anh chị vẫn có thể vào kênh YouTube của em là Đồ Xưa Lại Nguyên nha cô chú anh chị. Vẫn có thể trực tiếp vào kênh YouTube Đồ Xưa Lại Nguyên để mình xem lại cái clip nha. Mình xem lại cái clip vẫn như một cái clip quay YouTube thông thường nha cô chú anh chị. Còn mình chốt hàng sau vẫn được nha. Mọi thông tin chi tiết cô chú anh chị thấy số điện thoại em để trên màn hình đó nha. Vào đó mình cứ kết bạn Zalo với em hoặc gọi điện trực tiếp với em. Rồi em sẽ giống như là em sẽ gửi hình ảnh trực thực tế của chú anh chị mình xem rõ, xem kỹ hơn, mình chốt hàng được dễ dàng hơn nha quý cô chú anh chị. Để em ghim cái số điện thoại của em lên màn hình cũng là số Zalo cho mình dễ xem nha. Dạ em xin chào anh Hoàng Diệp, chia sẻ cho em đi Hoàng Diệp ơi. Chia sẻ giúp em gái đi tí xíu sau cái mình vào like nha anh. Cô chú anh chị nào đang xem live á, thích mẫu mã nào hoặc là yêu cầu em lên gì đầu live thì cứ nhắn tin vào nha cô chú anh chị. Nhắn tin vào đi rồi em gái soạn ra em gái lên cho mình nha. Lên dần dần tất cả các món theo yêu cầu luôn nha. Xin chào 13 vị khách hàng thân yêu đang theo dõi livestream buổi chiều ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và buổi live số này là số 32. À, vào số này số 32 em nhìn xin nhắc lại cho mình nha. À, số phiên live là 32. Sau khi kết thúc phiên live thì cô chú anh chị vẫn có thể vào kênh YouTube Đồ Xưa Lại Nguyên để mình xem lại nha. À, mình xem lại live và chốt sau live vẫn ok luôn ạ. À. Còn không thì cô chú anh chị mình có thể nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cũng như số điện thoại em ghim trên màn hình đó nha. 0772877278 nha cô chú anh chị. À, 0772877278. À, liên hệ trực tiếp với em gái luôn. Thích mẫu mã nào em gái chụp màn hình rõ lại mẫu đó cho mình xem và tham khảo chi tiết rõ ràng hơn luôn nha. Hôm
Hôm nay em sưu tầm đa dạng mặt hàng lắm á, nhiều mặt hàng luôn cô chú anh chị. À, mình tranh thủ mình vô mình xem mình tham khảo nha. À. Em ơi, đã chia sẻ cho chị đi, em bạn chị like nè. Em xin chào 20 vị khách hàng nha cô chú anh chị ơi. Em xin chào ạ. À. Rồi bây giờ chuẩn bị vào like nha cô chú anh chị. Chuẩn bị vào like ngay đây ạ. À. Sau khâu chuẩn bị xong rồi nha. Chị chưa chia sẻ ai, Rồi, xin chào cả nhà thân yêu luôn. Rồi đến cái mã đầu tiên đi nha cô chú anh chị gần xa ơi. Thôi em lên cho mình một bộ gồm hai bộ nha cô chú anh chị. Em hôm nay sưu tầm về được hai bộ này là hai bộ chén ăn cơm cô chú anh chị, khá là to nha. Mình dùng để ăn cơm, ăn yến đồ được ha. Lên cho em mẫu đầu tiên như thế này, bao gồm có 10 cái bát nha quý cô chú anh chị ơi. 10 chiếc bát hoa nha. 10 chiếc bát hoa này là hàng gốm Nhật cho em xịn sò nha cô chú anh chị. Hàng là hàng chuẩn gốm Nhật xịn sò luôn. Ha, men là men ngũ sắc nha cô chú anh chị, hàng gốm hoa ngũ sắc luôn, cực kỳ đẹp. Đây, em quay chi tiết một chiếc bát cho mình xem nha. Họa tiết hoa văn như thế này không chê điểm nào được và giá rất là rẻ. Cái lô này có nhiều hàng á, mời anh Quân vô coi luôn đi Bao. Nha, mặt truyện đế đây nè, mặt truyện đế nha, ha, chuẩn hàng gốm Nhật cho em nha. Và nước men bên trong cô chú anh chị nhìn đây nha. Ha, không chơi vào điểm nào được nha, đẹp cực kỳ luôn, hàng rất là to. Một chiếc bát to mình có thể sử dụng ăn cơm đều rất thoải mái nha cô chú anh chị. Đó, mình làm cái chén súp cũng được luôn á, một cái chén súp cũng được luôn á. Chiều ngang của nó tới đường kính miệng tới tận 11,5 nha. Chiều cao như thế này là 6 phân à. Đường kính miệng 11,5, chiều cao 6 phân. Em có một bộ như thế này, bao gồm 10 chiếc nha quý cô chú anh chị. 10 chiếc lành tích luôn ha, không nứt tóc, không bể vỡ. Bao cô chú anh chị mình gần xa kiểm tra nha cô chú anh chị. Bao quý cô chú anh chị gần xa kiểm tra nha. Hàng đến nơi là cứ kiểm tra thoải mái cho em. Hàng chuẩn lành đẹp thì cô chú anh chị mình nhận hàng nha. Một bộ 10 chiếc bát như thế này, em gái giao lưu 3 phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị gần xa. Có giá chỉ là 1.300.000 đồng nha quý cô chú anh chị. 1.300.000 10 chiếc nha. Lên cho em mã này mã 1 đi, tại mình có một mã kia nó cũng giống giống nha. Mã số 1 10 chiếc bát này là 1.300.000 đồng nha quý cô chú anh chị gần xa. 1.300.000 ạ. Lên cho em tiếp theo mã số 2 nha quý cô chú anh chị, 10 chiếc bát nữa nha. Mã số 2 là 10 chiếc bát nữa đi cô chú anh chị ơi. Hàng là hàng gốm Nhật nha. Hàng là hàng gốm Nhật, bao chuẩn xịn sò luôn. Bao chuẩn xịn sò hàng gốm Nhật nha cô chú anh chị. Đó, đẹp rất chi là đẹp nha cô chú anh chị mình ơi. Ha, hàng là hàng cũng là gốm này người ta vẽ rất là nhiều hoa họa tiết ngũ sắc cho mình đây nha. Ha, một chuyện đầy đủ và đặc biệt cái chén này rất là duyên nha cô chú anh chị ha. Đặc biệt cái chén này rất là duyên luôn á. Đế nó nhỏ à.
Chiều ngang như thế này tới 12 rưỡi cô chú anh chị to hơn nha. Chiều cao thế này 7 phân rưỡi luôn cô chú anh chị ơi. Em cũng bán đồng giá cho mình luôn nha. Lên cho em mã chén nhật mã số 2, 10 chiếc nha. Dạ đúng rồi anh, cái này đẹp cực kỳ anh Diệp ơi. Được ủng hộ em đầu like mở hàng đến Diệp. À, giá bộ này cũng 1.300.000 đồng. Phải nói là cực kỳ đẹp, siêu siêu đẹp luôn. Về nhà là mình cho mấy đứa bé nhà mình ăn cũng đẹp, đãi khách cũng sang trọng luôn nha. Một bộ gồm 10 chiếc, em quay cận cảnh cho mình xem nha. Một bộ 10 chiếc như thế này xịn sò nha. Có giá chỉ là 1.300.000 đồng 10 chiếc nha cô chú anh chị. 1.300.000 10 chiếc à. Chắc chắc lên để nơi đi con lên. Tiếp theo đây có một bộ chén ngũ sắc nha quý cô chú anh chị ơi. Một bộ chén ngũ sắc luôn à. Ha, hàng là hàng ngũ sắc nha cô chú anh chị. Cũng là dòng gốm, là cũng là dòng gốm Nhật kem gái nha. Hàng ngũ sắc mà là dòng gốm Nhật kem nha. Bên ngoài vẽ men ngũ sắc như thế này đây. Họa tiết hoa văn vẽ vàng cho em, lành tích tình tịch chuẩn chi nha. Không nứt tóc, không bể vỡ bất cứ mờ kỳ một cái điểm nào hết nha cô chú anh chị. Một bộ bao gồm 10 chiếc à. Đường kính này rất to, 12 sen. Chiều cao như thế này 6 phân. Này có một mẫu thì lên một ấy thôi, nó giống hệt nhau mà. Chiều cao 6 phân nha quý cô chú anh chị. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Bộ này có 10 chiếc nha quý cô chú anh chị gần xa. Bộ này em có 10 chiếc. À em còn một bộ đằng kia nó kìa, lấy lỡ cái giống màu không? Giống thì mình báo là giống có hai bộ. Lấy một cái thử giống không? Giống hệt nha cô chú anh chị. Rồi, chỉ là có được hai bộ nha cô chú anh chị ơi. Lên cho em mã này mã số 3 đi cô chú anh chị, mã chén ngũ sắc số 3. Em có được hai bộ nha cô chú anh chị, mỗi một bộ 10 chén. Đó, hôm trước em bán với giá 1.500.000, hôm nay em bán đồng giá với cái sản phẩm kia luôn. Hôm nay sale đồng giá luôn là 1.300.000. Em xin chào 46 vị khách hàng thân yêu đang vào like của em ngày hôm nay nha. Đó, xem like của em mạnh mẽ ủng hộ em gái nha cô chú anh chị gần xa ơi. Rồi, một bộ như thế này 10 chiếc chén nha cô chú anh chị, em có được hai bộ ngũ sắc. Lên cho em mã số 3, ngũ sắc mã 3, đường kính miệng tính tận là 12 sen, đồng giá 1.300.000 đồng nha quý cô chú anh chị mình ơi. Đồng giá 1.300.000 đồng. Em bao phí ship tặng nhà cho mình đấy cô chú anh chị nha. Đó, em bao phí ship là tặng nhà luôn. Hàng bên em là bao ship toàn bộ quý cô chú anh chị, không cần phải lo lắng bất cứ điều chi nha. Hàng là hàng bao ship hết rồi. Tiếp tục lên trước mặt cô chú anh chị gần xa. Em xin chào anh Hùng Nguyễn nha, lâu quá mới gặp anh trai luôn. Anh trai vào xem hộ em gái một hai món đi anh trai ơi. Lâu quá mới gặp anh trai của em luôn á. Ủng hộ em nha. À, em bây giờ là like rồi đó nha cô chú anh chị ha. Do đó là cô chú anh chị cứ vào ủng hộ em đi, em cảm ơn cô chú anh chị nhiều 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 luôn. Rồi, ở trên đây em có một mẫu chén ở đây cô chú anh chị ơi. À, em xin chào 53 vị khách hàng thân yêu của em nha. Chia sẻ mạnh tay cho em gái nha cô chú anh chị ơi. Em có mẫu chén này thì bao được số, gồm được số lượng nhiều như cô chú anh chị. Em gồm có được 5 bộ, mỗi bộ là 10 chiếc nha quý cô chú anh chị. 5 bộ mỗi bộ 10 chiếc và nghe em báo một cái giá cực kỳ bất ngờ nha. Men là men lam, viền là viền sô cô la. Ở bên ngoài người ta làm giống như mình nhìn giống như cái kim cương nha cô chú anh chị ha, giống như những họa tiết của cái viên kim cương nha cô chú anh chị. Rất là đẹp đẹp ha, họa tiết sang trọng. À, hàng này em bao chuẩn gốm Nhật cho mình luôn, hàng chuẩn gốm Nhật luôn. Cái này không xưa anh trai ơi, cái này là hàng cũ nha cô anh trai, hàng này hàng cũ thôi, hàng cận gần đây nha, hàng này chưa phải xưa. Cái nào xưa em báo xưa hả anh ơi, cái nào mới em báo mới. Hàng này không phải đồ xưa nha, hàng này là hàng gốm Nhật, là hàng gia dụng mình đem về mình sử dụng thôi. Chất men thì em bao xịn bao tốt thôi nha. À, đường kính như thế này, đường kính miệng như thế này là 11.5. Chiều cao như thế này 6 phân nha. Đó, đường kính miệng 11.5, chiều cao 6 phân nha quý cô chú anh chị. Một bộ gồm 10 chiếc như thế này, lành tích chuẩn chi cực kỳ đẹp. Em bao giá bao ship toàn quốc cho mình. Có giá mã này mã 4 cho em gái đi. Lên cho em gái mã 4 nha cô chú anh chị ơi. Bộ chén này mã số 4, men lam hoa mai cực kỳ đẹp luôn. Có giá mỗi một bộ là 500.000 đồng. Giá mỗi một bộ là 500.000 đồng. Em có được 5 bộ nha. Cô chú anh chị nào mà sở hữu cả 5 bộ mình đem về mình đãi tiệc rất là im luôn nha. Em có được 5 bộ như quý cô chú anh chị. Rồi, tới cái dòng này mới là dòng xưa đây nè anh Thạch Phạm. Đó, cái nào xưa em báo xưa. Dòng này là dòng gốm Nhật xưa luôn nha, chồng lên luôn. Dòng này là dòng gốm Nhật mà dòng xưa cho em gái nè, ha, men tiêu. À, dòng gốm Nhật xưa men tiêu, hàng lành tích nha cô chú anh chị. Các sản phẩm bên em đều sưu tầm hàng lành tích cho mình. Tuổi đời của chiếc tô này không dưới là 6-70 năm tuổi nữa nha cô chú anh chị. Cực kỳ là già rồ đó. À, em báo cái nào là chuẩn cái đó cho mình nha. Hàng nào mới em báo mới, hàng nào gần em báo gần. Họa tiết ở đây là họa tiết rồng cho em gái nha cô chú anh chị. Long phụng luôn nha. Họa tiết là họa tiết long phụng luôn. Và cái này em có được hai chiếc nha cô chú anh chị. Chiếc nào cũng lành tích như nhau luôn. Men nó đã mờ nhạt theo thời gian tí nha cô chú anh chị mình ơi.
Và đặc biệt đây là nó đã hòa ra men tiêu rồi ha, hòa biến ra men tiêu hết rồi. Hàng này là hàng xịn nha cô chú anh chị. Đó, giao lưu cô chú anh chị mình một cặp nha ha. Giao lưu một cặp luôn ạ. À, đường kính miệng tô như thế này đến tận là 18 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 8 phân rưỡi. Miệng tô 18, chiều cao 8 phân rưỡi. Một cặp em gái giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình. Một cặp tô xưa như thế này, men lam xưa chuẩn lành đẹp có giá trị 500.000 đồng một cặp nha. Một cặp như thế này, hàng gốm Nhật xịn đẹp như thế này có giá 500.000 một cặp tô ha. Một cặp tô như thế này 500.000 đồng thôi cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo trên bàn quay cô chú anh chị gần xa ha, để dưới đây đi, nặng quá. Trên bàn quay mình sẽ có tiếp tục là một bộ combo bao gồm 10 chiếc tô nha cô chú anh chị. 10 chiếc tô, hàng này là hàng to ha, 10 chiếc tô to. Cái tô này mình đem về có thể sử dụng dùng cho em là ăn phở, ăn mì, ăn cái gì mà gọn gọn là ăn được hết nha cô chú anh chị. Là một cái bát canh to, mình ăn cơm trong gia đình hàng ngày vẫn được. Ở trong người ta vẽ hoa cúc nha cô chú anh chị, ở trong người ta vẽ hoa cúc luôn. Ở mặt bên dưới đây nha, nó mặt truyện đế bên dưới đầy đủ rõ ràng. Hàng này là hàng tàu cho em cô chú anh chị, hàng tàu mà cận gần đây thôi chứ không có quá già đồ, do đó là giá rẻ cô chú anh chị. Mình giao lưu sưu tầm về không, mình sử dụng trong cái bộ combo nhà của mình nha. Hàng xịn đẹp đó, bao chất lượng luôn. Đường kính miệng như thế này em gái đo được là 17 nha cô chú anh chị. Đường kính miệng tặng 17, chiều cao là 8 phân. Em có được một bộ gồm 10 chiếc, 10 chiếc lành tích tình tịch luôn, không nứt tóc bể vỡ vị trí nào hết. Một bộ tô như thế này 10 chiếc, em giao lưu bao phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình, có giá trị là 800.000 đồng. Một bộ 10 chiếc tô 800.000 đồng bao phí ship gần xa, men lam xịn sò nha quý cô chú anh chị. Men lam xịn sò luôn ạ. Rồi tiếp tục cho em một cặp tô ở đây. Trời ơi cặp này nó còn đẹp hơn nha quý cô chú anh chị ơi. Cặp tô này còn đẹp hơn nữa nha. À, tô này em báo cô chú anh chị mình cho rõ ràng, tô là tô Nhật xưa nha cô chú anh chị, tuổi đời không dưới 5-60 năm tuổi. Nhìn cái mọc nè, nhìn cái mọc cho em, cái chân là có chân cao luôn đây. Rồi những cái họa tiết xung quanh người ta vẽ cái men lam, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em nha, từng nét vẽ rất là sắc nét nha cô chú anh chị, từng nét vẽ vô cùng sắc nét luôn. Rồi bên trong đây, bên trong cũng có một cái chữ ha, bên trong có chữ luôn cho mình đầy đủ nha. Rồi cặp này là cặp men lam này xịn đẹp nha cô chú anh chị, hàng già đồ đó nha, hàng gấm Nhật già đồ đó, gấm Nhật xưa. Chiều cao 21 sen chị, ố chiều miệng là 21 sen cô chú anh chị to. Chiều cao là 8 phân gữ. Rồi một cặp tô men lam xưa này em giao lưu bao phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình 500.000 đồng một cặp luôn nha. 500.000 đồng giá cực kỳ rẻ và yêu thương à, chứ chắc là cô chú anh chị đi đâu mà mua được cặp này mà 500.000 đâu. Mua một chiếc là đã 500.000, đừng nói chi một cặp nha quý cô chú anh chị. 500.000 một cặp tô như thế này. Rồi lên tiếp em mã này nó đi nha cô chú anh chị. Một chiếc dĩa hộp xoài cho em gái nha, một chiếc dĩa hộp xoài luôn. Hàng này là hàng cũng hàng Nhật nha cô chú anh chị đó. Truyện ký có đầy đủ đây ạ. À, một chiếc dĩa hộp xoài nha cô chú anh chị, hàng cũ rồi ạ. À, hàng lắm men nó đã hơi cũ nha cô chú anh chị. Nhìn giúp em gái nha, hàng là em bao hàng cũ cho mình rồi nha. Đường kính chiếc dĩa hộp xoài này chiều dài là 35, bề ngang như thế này 26. Rồi em giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc cho mình. Chiếc dĩa rất là to như thế này, mình về mình bài trí không gian trong nhà vô cùng đẹp, có giá là 300.000 đồng. Em bao phí ship tận nhà cho mình nha, bao phí ship tận nhà luôn, 300.000 đồng luôn. Rồi lên tiếp theo cho em một chiếc dĩa này cô chú anh chị. Chiếc dĩa này thì nó hơi cạn cạn lỏng xíu, hình chữ nhật rất đẹp luôn. Chiều cao lên tầm 2 phân rưỡi nha, đường kính vuông 24 nha cô chú anh chị. Ở trong người ta vẽ cho mình một cái bắp cải hay gì, cái củ cà rốt nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi ở vùng xung quanh là viền sô-cô-la hết luôn nha, viền là viền sô-cô-la hết nha cô chú anh chị mình ơi. Hàng là hàng chuẩn Nhật xưa nó đây nha, hàng này hàng chuẩn Nhật xưa đây. Rồi chiếc dĩa này ngày hôm nay em cũng giao lưu cho mình có giá là 300.000 đồng, rất to nha cô chú anh chị, đường kính 24, hàng Nhật xưa, 300.000 đồng bao phí ship tận nhà nha cô chú anh chị. Giao lưu sưu tầm luôn này đi, cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo đây em có một cặp dĩa nha cô chú anh chị, một cặp dĩa nha. Hàng này là hàng Âu nha cô chú anh chị, một cặp dĩa hàng Âu cho em gái nha. Đó có sao báo vậy mà Âu là Âu xưa luôn nha cô chú anh chị, không phải Âu mới đâu nha. Còn chiếc này là hàng Nhật nè, đó chiếc nào thì em báo ra chiếc đó. Đây cô chú anh chị thấy không? Ha, hàng này là hàng Nhật nè, còn chiếc này là chiếc Âu nè. Đó cô chú anh chị nhìn thấy nó khác nhau xíu nha. Đó mọc truyện có đầy đủ hết, men là men tiêu hết luôn. Rồi em báo dòng giá cho mình một cặp nha.
chiều đường kính như thế này là 26 rưỡi, chiều cao lên là 2 phân nha quý cô chú anh chị, đường kính 26 rưỡi, chiều cao 2 phân luôn. Ở đây người ta vẽ cho mình một cái tích này, chiếc đầu tiên của hàng Âu là vẽ tích hoa nha cô chú anh chị, rồi tiếp theo hàng Nhật vẽ một cái tích gọi là giống như cái nhà nè ha, một cái tích nhìn dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Một cặp vẽ như thế này em gái giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình có giá là 400.000 đồng một cặp nha cô chú anh chị, 400.000 đồng một cặp dĩa rất to luôn cô chú anh chị ơi. Lên tiếp theo trên bàn quay cho mình một chiếc bát ốp đây à, một chiếc bát ốp nha. Dòng này là dòng gốm tàu siêu xịn sò nha cô chú anh chị, hàng nào đẳng cấp em báo mình đẳng cấp nha. Hàng này là siêu xịn sò và cực kỳ là già đồ cho em nha. Hàng tuổi đời không dưới 70-80 năm tuổi có sao báo cáo như vậy. Và ở trên đây người ta bọc đồng hết cho mình ha, bọc đồng hết cho mình. Ở này em gọi là bát ốp nha cô chú anh chị hay là bát sâm đó. Mình đem về mình chưng tổ yến, chưng sâm rồi mình ăn là ok luôn nha cô chú anh chị ơi. Mọc truyện dưới 6 chữ đẹp. Đẹp lắm, đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi ở đây người ta vẽ họa tiết hai con rồng ha, vẽ họa tiết rồng cho mình. Cái bát này là nhìn giống như là cung đình luôn cô chú anh chị, mình ăn là mình thấy giống như là mình sang trọng như thời cung đình ngày xưa, cung đình Huế luôn nha. Đường kính bát như này là 15 sen, chiều cao tổng 11 sen nha quý cô chú anh chị. Rồi chiếc bát này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng cho một chiếc bát men lam xưa xịn sò đó, hàng tuổi đời cực kỳ sâu tuổi luôn, 1.500.000. Lên một bộ cái bộ này luôn đi, lên bộ này luôn. Một bộ xịn nè, VIP nè cô chú anh chị ơi. Đó, chắc men, chắc gớm mà không chê điểm nào được nha cô chú anh chị. Bộ này VIP nha cô chú anh chị mình ơi. Đó, em có một bộ tách trà men lam nữa đây nha. Họa tiết là họa tiết bát tiên. Bộ này bao tuổi đời cực kỳ là sâu tuổi, không dưới 70-80 năm tuổi cho mình luôn cô chú anh chị ơi. Quay là quay đồng như thế này, một cái phích rất là to, đựng cả lít nước cho em gái nha. Để đây quay cận cảnh cho mình xem cái ấm trước đây. Ở bên đây họa tiết bát tiên, người ta vẽ xung quanh cho mình là những cái vân mây men lam cực kỳ là già đồ nha cô chú anh chị. Nhìn kỹ cho em gái nè, nước men nó rạn theo năm tháng nha cô chú anh chị ơi, rạn men theo năm tháng hết rồi nha. Chiều cao em gái đo được như thế này là 15 sen, bề ngang em gái đo được như thế này là 20 sen. Bộ này em bao cô chú anh chị mình về sử dụng tốt nha. Về mình cứ thời vệ sinh sạch sẽ đi, mình trụng tráng nước sôi đàng hoàng kỹ lưỡng là mình xài thôi. Không có ảnh hưởng gì hết đến sức khỏe gì đâu nha cô chú anh chị. Hàng lành tích già đồ, nước men cốt dài dặn lắm nha quý cô chú anh chị. Mọc truyện 6 chữ, một chiếc ấm rất to đựng cả lít nước. Và ở đây em có được 5 chiếc ly nha cô chú anh chị, 5 chiếc ly luôn ạ. Vẽ vân mây kính cho em nha, vẽ vân mây kính miệng bọc đồng xịn luôn. Mọc truyện bên dưới cũng có chữ đàng hoàng cho mình nha, bao gồm 5 chiếc ạ. Chiều cao như thế này 5 phần, bề ngang là 7 sen. Một bộ gồm 5 chiếc ly, cao 5, ha, bề ngang là 7, miệng 7. Rất là to nha, mình làm ly uống trà không chê vào đâu được luôn. Rồi, một chiếc dĩa ngắm nhìn cho em nha, một chiếc khai siêu xịn, siêu đẹp luôn. Tích là tích bát tiên nha, men lam chàm cho em như thế này, xịn nha cô chính chị. Men lam chàm cực kỳ là xịn luôn. Nhìn phía sau cho em gái đây nha, à, phía sau đây. Mọc truyện là 6 chữ nha cô chính chị, men rạng cực kỳ là già đồ cho em. Ha, hàng không đẹp là cô chú anh chị có quyền hoàn trả về cho em gái luôn. Đường kính như thế này tận 25 rưỡi, cực kỳ to nha quý cô chú anh chị. Rồi một bộ tách như thế này, một khai, một ấm và 6 ly, em giao lưu bao phí ship tận nhà cho mình có giá là 4.500.000 đồng. Tiền nào nằm ở cửa đó nha cô chú anh chị, lưu ý với em gái nha, tiền nào nằm ở cửa đó nha cô chú anh chị, sản phẩm xứng đáng đồng tiền nha cô chú anh chị. Rồi trên bàn quay đây em có một chiếc ấm ngọc nha cô chú anh chị, chiếc ấm ngọc luôn, hình giống như là hình chữ C cho em. Lên cho em mã ấm ngọc rồng chữ C cho em nha. Hoặc ở đây người ta tạo tiết một cái con vật ha, nhìn giống như con rồng hay là con kỳ lân vậy, em nhìn cũng khó khó nha cô chú anh chị. Nhìn giúp em nha, nhìn tiếp em đi nha cô chú anh chị. Và men ngọc rất là già đồ, và ấm này người ta kêu bằng ấm ngược bởi vì mình rót phía dưới nha cô chú anh chị, rót là rót phía dưới cho em gái luôn. Một chiếc ấm ngược mình đem về mình trưng bày decor thì không điểm nào chê rồi, hàng là hàng ít, số lượng ít lắm ạ. Chiều cao em gái đo được như thế này 20 sen, bề ngang như thế này 17 sen nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 20, bề ngang 17, em giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình chiếc ấm ngược này có giá 1.600.000 nha, là giao lưu bao phí ship toàn quốc. Hàng đẹp, cực kỳ đẹp, độc bản nha cô chú anh chị, hàng này gọi là hàng VIP cho em gái nha. Ấm ngọc nha cô chú anh chị 1.600.000 à, tiền nào ứng với cái cổ đó cho em nha, 1.600.000 đồng. Tiếp tục sau đây em có một cái cặp luôn nha cô chú anh chị, lên cho cô chú anh chị một cặp luôn ạ. Bên đây một chiếc và bên đây một chiếc luôn đó. Một cặp như thế này đây, hàng là hàng đời Lý cho em nha, hàng là hàng nhà Lý cho em nha cô chú anh chị. Lý nâu đó cô chú anh chị đã nghe rồi đúng không ạ?
mà hàng này là hàng lý nâu cho em gái luôn à. Họa tiết cái hoa cầm là người ta tạo dáng đây là cái con rồng. Cô chú anh chị nhìn cận cảnh cho em cực kỳ là già đồ nha. Hàng là hàng lý nâu cho em. Ở trên đây giống như hình những con kỳ lân hay cắt kè vậy nha. À, độc đạo độc đáo chờ cái miệng rót cũng là cái đầu con rồng luôn. Đó, siêu đẹp siêu độc đáo. Và em giao lưu một cặp. Cô chú anh chị mình mua một cái vẫn bán nha cô chú anh chị. Một cặp vẫn giao lưu luôn à. Nhìn cho em cái mặt đế phía bên dưới đây nha. Ấm này cũng kêu bằng ấm ngược cho em nha. Hàng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao tương đối của cả hai ấm đi nha. 22. Bề ngang tổng như thế này tầm 20. Em giao lưu mỗi một chiếc ấm là 1,5 triệu. Một cặp rồi cô chú anh chị mình lấy sẽ là 2,8 triệu một cặp. Một chiếc là 1,5 triệu nha quý cô chú anh chị ha. Một chiếc 1,5 triệu. Rồi một cặp là 2,8 triệu đồng. Em lên tiếp tục trên bàn quay cho mình một sản phẩm của thời nhà Lý đó nha. Một sản phẩm của thời nhà Lý đó nha, là một chiếc bình nha. Giờ em chào anh Như Hoa Từ ạ. Em chào chị nha. Chị muốn giới thiệu gì chị? Chị muốn em giới thiệu sản phẩm gì chị nói đi chị. Dạ, nói chung là hàng đó là mình làm ngày xưa người ta kêu bằng ấm ngược của anh em thì cũng chưa sử dụng đâu. Thường thường mấy cái ấm đó người ta mua về người ta trưng decor là nhiều anh. Đó, bây giờ mình cũng ít sử dụng lắm, trưng decor là nhiều. Còn mục đích thật sự tại sao người ta làm ngược như vậy thì em cũng không hiểu được nha anh trai. Anh Diệp ơi, em cũng không hiểu. Còn chị Hoa Từ ơi, Như Hoa Từ ơi, chị muốn em lên sản phẩm nào chị cứ nhắn lên đây đi em gái lên cho mình. Một chiếc bình lý nâu cô chú chị, chiều cao 23,5 à. Chiều cao 23,5, bề ngang như thế này là 20 sen. Nhìn cho em gái này cực kỳ là già đồ nha. Hàng là hàng siêu già đồ luôn cho mình. Cực kỳ là già đồ nha quý cô chú anh chị. Hàng là hàng không chê vào đâu được đâu nha cô chú anh chị ơi. Hai cái quay đây, người ta làm hai cái quay rồng mà thêm hai cái vòng tròn nè. Thêm hai cái vòng tròn khá là độc đáo nha. Hoa văn họa tiết cực kỳ độc đáo luôn cho em. Vô cùng già đồ, mọc triển dưới đây. Không chơi về đâu được nha quý cô chú anh chị. Bề dày ra để em đo luôn cho. Chắc tầm khoảng 5 phân nha cô chú anh chị mình. Rồi, một chiếc bình như thế này em giao lưu ba phí ship gần xa cho mình. Đó, đến tay của cô chú anh chị gần xa luôn. 1,6 triệu đồng, 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Lên cho em mã bình lý nâu 1,6 triệu. Tiếp theo đây em cũng có một mã bình lý nâu đây nha. Họa tiết trên đây rất rất đẹp. Đó là hai con rồng cho em, nhìn kỹ cho em là hai con rồng nha quý cô chú anh chị. Họa tiết hai con rồng, quay cũng là quay rồng luôn. Chiếc bình này có tổng cộng là 6 con rồng nha cô chú anh chị. 6 con rồng luôn. Siêu già đồ nha quý cô chú anh chị. Những tác phẩm này em bao chuẩn đồ già đồ cho mình ha. Không chuẩn không già là cô chú anh chị mình có quyền hoàn trả về cho em gái luôn đó. Lưu ý số điện thoại của em trên màn hình đây ạ. 0772877278 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao em gái đo được là 23, bề ngang tổng như thế này 7,17 nha. Rồi bề dày ra cũng chắc tầm khoảng 5 phân luôn nha cô chú anh chị. 5 phân rưỡi gần 6 phân đó nha. Rồi giao lưu 3 phí ship gần xa. Quý cô chú anh chị mình, chiếc bình này có giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Chiếc bình này thì có giá 1,5 triệu. Em giao lưu 3 phí ship tận nhà luôn. Lên tiếp tục trên bàn quay cho em một kiệt tác nha cô chú anh chị. Một kiệt tác luôn. Hàng gốm tàu ngũ sắc cho em gái nha. Hàng gốm tàu ngũ sắc cho em gái. Một trong những dòng gốm VIP cho em nha ha. Một trong những dòng gốm xưa và VIP luôn. Ở đây người ta có một cái nắp đây và hàng này là hàng bình nha cô chú anh chị. Hàng bình hút lọc cho em nha. Ở đây truyện ký nằm phía trên ha, truyện ký nằm phía trên đây. Quay rõ cho mình xem nha ha. Rồi, quay là quay rồng, quay là quay rồng, đầu rót cũng là đầu rồng luôn. Nhìn cho em cận cảnh từ từ đây, hoa văn họa tiết phía bên dưới người ta vẽ gì nhỉ? Vẽ phụng nha cô chú anh chị, bên dưới người ta vẽ long phụng luôn. Men là men gốm tàu siêu già đồ ngũ sắc nha cô chú anh chị, gốm tàu màu siêu già đồ ngũ sắc. Chiếc ấm này em độ đựng không dưới 5-6-7 lít nước rồi cô chú anh chị, cực kỳ to, mình về mình đựng rượu cho em ha, đựng rượu cho em là thoải mái luôn à. Chiều cao lên tới tận 35. Bề ngang tổng như thế này ha, kéo ra. Rồi, bề ngang tổng như thế này em gái đo được là 40 sen nha quý cô chú anh chị ha. Họa tiết vẽ tay hoàn toàn gờ cộm tay ha. Hoa văn đều được sơn phết đàng hoàng nha, vẽ toàn bộ nha cô chú anh chị. Dở một triện lên cho cô chú anh chị xem nè. Cực kỳ già nha. Đó, em bao đồ là như thế nào là chuẩn như thế đó cho em gái nha. Chiếc bình này em giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình có giá là 2,9 triệu đồng. Giao lưu bao phí ship toàn quốc 2,9 triệu nha quý cô chú anh chị, siêu to khổng lồ cho em. Hàng siêu to khổng lồ luôn. Tiếp tục đây em có một chiếc bình củ tỏi nha cô chú anh chị. Bình hút lọc củ tỏi miệng siêu nhỏ, bụng siêu to. Một cái dáng cực kỳ sang trọng nha, màu xanh coban, chuẩn gốm tàu xưa mà màu xanh coban nha cô chú anh chị. Một
một trong những màu hiếm đó cô chú anh chị ạ. Một trong những màu hiếm nha. Chiều cao em gái đo được như thế này đây ạ. Là 39 nha, vô số thần tài cho em gái luôn. Bề ngang thế này là 25, cao 39, bề ngang 25, miệng siêu nhỏ luôn. Nước men già đồ nha cô chú anh chị. Hàng này là hàng màu xanh của anh nha. Hàng là đơn sắc cho em nha, gốm tàu màu đơn sắc cho em ạ. Rồi, cho xem một đế luôn đi. Mộc truyện 6 chữ cô chú anh chị nhìn thấy không? Nó đã trổ ra những cái đốm li ti nha cô chú anh chị, trổ ra những cái đốm li ti là men tiêu hết rồi nha cô chú anh chị. Ha, mộc truyện 6 chữ cực kỳ già đồ. Và chiếc bình này ngày hôm nay em gái giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình có giá 2.500.000 đồng. Chiếc bình củ tỏi xanh Cuban hút lọc ngày hôm nay siêu đặc biệt, có một chiếc duy nhất thôi nha. 2.500.000 đồng bao ship tận nhà luôn. Rồi tiếp tục theo đây là em có một cái hồ lô cho mình nha. Ha, một cái hồ lô cho quý cô chú anh chị. Ha, một cái hồ lô, trời ơi cái hồ lô nó đẹp chưa nè. Độc bản duy nhất một chiếc một nha cô chú anh chị. Trên mình toàn bộ là vẽ tay hết toàn bộ cho em. Những cái chữ, những cái bài thơ minh văn toàn bộ là chép tay hết cho em nha. Ha, người ta làm cái hồ lô này siêu đẹp, siêu xịn sò cho mình nha cô chú anh chị. Men lam luôn. Chuẩn đồ già đồ không dưới 6-70 năm tuổi đâu cô chú anh chị ơi. Lô này em siêu tầm cực kỳ đẹp nha. Hàng đáng siêu tầm, đáng đồng tiền bát gạo của cô chú anh chị, vẽ kính cả bình luôn. Đó, ngắm nhìn cho em xa xa đây. Ha, ngắm nhìn cho em gái xa xa đây. Hàng đẹp quá. Ai siêu tầm thì cái hồ lô này hoan hỷ nha cô chú anh chị, đẹp cực kỳ. Chiều cao 42 ạ. Cái bầu nhỏ ở trên là 17, bầu lớn phía bên dưới cực kỳ to, 28 luôn. Cho xem cái mộc đế đi chị ơi. Chuyện đế sau lòng 6 chữ cho em gái nha. Chuyện đế sau lòng 6 chữ luôn. Chiếc hồ lô này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship tận nhà cho quý cô chú anh chị mình. 2.8 triệu thôi nha cô chú anh chị. 2.8 triệu, giá cực kỳ yêu thương nha quý cô chú anh chị. 2.8 triệu một chiếc hồ lô đẹp, cực kỳ đẹp và vô cùng xưa. 2.800.000 đồng bao ship tận nhà luôn nha cô chú anh chị. Bao ship là tới tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn đó. Lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa nha. Lên tiếp tục cho cô chú anh chị gần xa một mẫu an cho em nha. Em này em kêu bằng chiếc an nha cô chú anh chị, một mẫu an rồng luôn. Và đặc biệt an này là an này, an rồng gốm tàu nha. Vẽ kính tràng viền ra ngoài cho em luôn. Kính tràng viền, rồng là rồng bốn móng cho em gái nha. Kính tràng viền ra bên ngoài, miệng là viền sô cô la luôn cho cô chú anh chị mình nha. Hàng đậm nét nha. Vẽ tay từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Mộc truyện đế cũng là 6 chữ. Hàng là hàng chuẩn già đồ nha cô chú anh chị. Em bao tuổi đời cực kỳ sâu cho mình, không dưới 6-70 năm tuổi đâu nha. Dạ em xin chào anh Hoàng Liên Nguyễn nha. Dạ em xin chào tất cả các khách đang xem live buổi trưa, buổi chiều ngày hôm nay nha. Chiều ngang của chiếc bát là đến tận 27 nha cô chú anh chị. Chiều cao của chiếc an này là 9 phân luôn. Em giao lưu bao phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình có giá 2.2 triệu à. Giao lưu bao phí ship gần xa đến tay quý cô chú anh chị mình, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, 2.200.000 đồng bao ship rồi nha cô chú anh chị. Lên tiếp tục trên bàn quay đây là một chiếc an nha cô chú anh chị. An này kích thước như chiếc an rồng. Đó, nếu được mình giao lưu siêu tầm một cặp đi quý cô chú anh chị ơi. Ha, an này như chiếc an rồng và cái tích đây là người đánh chuông cho em nha. Một cái người đánh chuông bên dưới là có hai vị, có một lão ông và một lão bà cho em vẽ, là vẽ kính tràng viền bên ngoài luôn ha. Vẽ mang kính tràng viền bên ngoài luôn. Viện miền, viền miệng cũng là viền sô cô la cho em gái nha cô chú anh chị. Một truyện cũng 6 chữ luôn. Hàng chuẩn vẽ tay lành tích tình tịch, vẽ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong cho em gái, một cái tích sơn thủy nha, người đánh cản cho em. À, bề ngang như thế này cũng là 27 cm, chiều cao là 9 phân rưỡi. Giao lưu bao phí ship toàn quốc đến tay với cô chú anh chị, nhận hàng luôn có giá cũng 2.200.000 đồng, đến tay với cô chú anh chị mình cũng 2.2 triệu thôi ạ. Ha, hàng là hàng siêu đẹp, siêu đẹp luôn. Tiếp theo đây cũng có một mẫu nhưng mà nó khác cô chú anh chị mình thấy không. Mẫu này nó có cái vành ra ha, mẫu này nó có cái vành ra và ở trên người ta khắc cho mình nha cô chú anh chị, viền sô cô la mà lại khắc hoa văn như thế này, khắc tay toàn bộ, làm tay toàn bộ nha. Đó, cô chú anh chị nào đang xem live này thích mẫu nào liên hệ cho em gái mẫu đó nha. Số điện thoại cũng là số Zalo em ghim trên màn hình đó nha cô chú anh chị. Đó, tích này là cũng lừa người đánh cản nha. Nếu được mình siêu tầm trọn một bộ đi nha, cho đủ bộ sưu tập nè. Đường kính ngang như thế này 31 à. Chiều cao lên 7 phân rưỡi. Đường kính ngang 31, chiều cao 7 phân rưỡi. Mộc đế đây nha cô chú anh chị ha. Già đồ lắm nha cô chú anh chị mình ơi. Hàng đáng siêu tầm nha cô chú anh chị mình. Siêu tầm cho đủ bộ sưu tập đi cô chú anh chị. Viền cũng viền sô cô la rất là dày ha. Rồi, chiếc an này ngày hôm nay em cũng giao lưu bao phí ship gần xa cho mình có giá là
2,2 triệu luôn nha cô chú anh chị. Bao phí ship gần xa 2,2 triệu luôn ạ. Tiếp theo đây em có một chiếc tô ha, hay là còn gọi một chiếc an nha cô chú anh chị. Ngày xưa người ta hay dùng cái an này để rửa mặt rửa tay nè, nó để nuôi cá nó cũng hay lắm nha. Rồi ở bên trong là họa tiết cũng vẽ rồng tràn viền ở bên ngoài cho em luôn. Mặt tráo trên đây cũng là viền sô cô la và khắc cho em, nhìn cho em cận cảnh chi tiết từng nét vẽ bên trong nè ha, vẽ rồng toàn bộ nha cô chú anh chị ha. Mặt ngoài luôn, vẽ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đế nó già là đanh như thế này đi nha. Rồi 2,2 triệu đồng bao phí ship tận nhà cho mình luôn, đường kính 31, chiều cao 7,5 phân, 2,2 triệu đồng lên đến cho cô chú anh chị một siêu phẩm hoa hậu của ngày hôm nay cô chú anh chị, hoa hậu nha cô chú anh chị ơi. Đó là một chiếc đĩa nha, một chiếc đĩa siêu to khổng lồ luôn. Một chiếc đĩa siêu to khổng lồ cho em gái đây nha, hoa hậu của ngày hôm nay đó cô chú anh chị ơi, vẽ rồng nhất long cho em. Cô chú anh chị nào đang xem được like này ủng hộ nhanh cái đĩa này cho cô chú anh chị, một chiếc duy nhất nha, vẽ rồng nhất long cho em đây. Con rồng thôi là mình nhìn nó là mê rồi nha cô chú anh chị, con rồng mình nhìn là đã làm mê rồi đó cô chú anh chị ơi. Rồi hàng siêu đẹp siêu xịn sò cho mình nha với cô chú anh chị, hàng siêu đẹp siêu xịn sò luôn, một con rồng vờn ở trong những cái đám mây đây nha, một con rồng vờn trong những đám mây ha, vây rồng vị dĩ rồng đều đẹp hết nha. Đường kính chỗ nó to tới tận 40 nha cô chú anh chị, đường kính tận 40 luôn. Dở cái mặt dưới cho mình xem một cái nè, cái dĩa này đẹp dữ trời, quá đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Dĩa này phải nói là cực kỳ đẹp mà siêu to khổng lồ, giá em vô cùng yêu thương cho mình luôn nha. Rồi chiếc đĩa này ngày hôm nay em gái giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa với cô chú anh chị mình gần xa 3,3 triệu một chiếc nha cô chú anh chị, chỉ 3,3 triệu một chiếc thôi, rất là to. Đến tiếp theo cho cô chú anh chị mình cũng những siêu phẩm VIP của dòng đĩa đây nha, những siêu phẩm VIP của dòng đĩa đây. Ở trên đây em thấy họa tiết là hai con rồng luôn, chất gốm là men lam cho em nha, chuẩn gốm tàu men lam cho em gái đây. Họa tiết là đôi rồng song lâm, song lâm chầu nguyệt, vẽ như thế này, vẽ thần thái sắc nét. Cô chú anh chị nào không thích sự sặc sỡ mà thích sự nhu mì chuẩn xưa thì vào đây sưu tầm chiếc đĩa này đi nha cô chú anh chị ha. Hàng là hàng lành tích tuyệt đối, em quay chậm chậm từ từ với cô chú anh chị mình xem rõ chừng chi tiết cho em nè ha. Hàng này hàng là lành tích đẹp tuyệt đối nha cô chú anh chị ha, không chê điểm nào được đâu nha. Giỡn mặt để coi đo đường kính cái đi. Wow, chiếc này đường kính còn to ác nữa đây, 44 luôn cô chú anh chị ơi, lên đến tận 44 luôn. Dở cho xem mặt chôn đế luôn nè. Mặt truyện là hai đáy cô chú anh chị không, một cái đáy ngoài, một cái đáy phía trong, và đặc biệt mặt truyện 6 chữ. Nhìn cho em cái nước men đây, nhìn sát vô, xem là phải xem cho sát vô cái nước men nè. Cực kỳ là già đồ nha cô chú anh chị. Rồi chiếc đĩa này ngày hôm nay em cũng giao lưu bao phí ship gần xa cho mình 3,2 triệu một chiếc cho cô chú anh chị, 3,2 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Đến cái chiếc dĩa tiếp theo đây là một cái men này, là men màu cho em nha cô chú anh chị ơi, một chiếc đĩa men màu cho em hàng đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Ở đây là họa tiết rồng ha, rồng này là rồng bốn móng, người ta vẽ chi tiết đây, phối cho em rất là nhiều cái màu, g là g cộm tay nha cô chú anh chị ha, nét vẽ g cộm tay cho em, bên ngoài là vẽ bởi nói nhau bởi những cái hoa nha cô chú anh chị, bên ngoài nói với nhau bởi những cái chi tiết hoa như thế này đây. Hàng lành tích chuẩn xịn sò cho mình, hàng lành tích chuẩn xịn nha cô chú anh chị ha, không nứt tóc không bể vỡ nha quý cô chú anh chị, đẹp quá. Chiều ngang như thế này cũng tận 44 luôn quý cô chú anh chị ơi, ngang tận 44 luôn, dựng lên cho mình xem chiếc đĩa kỹ đi. Ôi cái mặt sau chôn đế hai lòng luôn ha, chôn sau hai lòng ha, cũng là đế là mộc là 46 chữ xung quanh viền ha, viền hoa đẹp như thế này đây nha. Rồi mặt trước, quay lại mặt trước một cái đi nha chị, cho người ta xem kỹ rồi đó, em để gì là cô chú anh chị mình ngắm nha. Dĩa này siêu đẹp luôn á. Rồi chiếc đĩa này ngày hôm nay em cũng giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình, có giá cũng 3,2 triệu đồng ha, 3,2 triệu đồng giao lưu toàn quốc luôn. Rồi đến theo cho cô chú anh chị mình nha cô chú anh chị, một siêu phẩm đây nha, hồi nãy là hoa hậu thì đây cũng phải thuộc dạng là thư giữ nó đây nha. Bên trong là vẽ cái tích là tùng hạt cho em, bên trong một cái chiếc tô siêu to khổng lồ như thế này, em phải đứng lên cô chú anh chị mình nha mới nhìn ngắm được hết chiếc tô nha. Bên trong một chiếc tô siêu to khổng lồ men lam nha, cực kỳ già đồ và lành tích luôn ha. Nghe em búng không cô chú anh chị mình nghe nè, nó thanh như chiếc chuông cô chú anh chị ha.
cái hàng gốm mà cái không phải là đồng đâu mà gõ mà cô chú anh chị mình nha. Ồ, như một chiếc chuông luôn. Họa tiết người ta kỹ lưỡng đã bọc đồng nè ha, bọc đồng viền hết là mình sợ cho cô chú anh chị, sợ theo năm tháng mà nó vỡ nó nứt, nên những cái người chơi ngày xưa người ta đã bọc viền đồng hết toàn bộ. Ở dưới người ta vẽ cho mình một cái nút men mang lam như thế này nha, xịn lắm nha cô chú anh chị. Hàng vẽ tay, vẽ truyền thần kỹ thuật cao luôn. Và một cái tích này là tích bát tiên cho em, bát tiên du xuân, kể cả chân đế cũng viền nên cô chú anh chị nhìn ngắm cho em nha. Chiều ngang của cái tô như thế này. Wow, 40 nha cô chú anh chị. Chiều ngang tận 40 luôn. Chiều cao là khoảng 21 nha cô chú anh chị ơi. Lật mặt dưới lên luôn đây nè. To gì đâu mà to dữ vậy. Nè, viền đây, viền đồng hết cô chú anh chị không? Nặng ghê chưa. Viền là viền đồng hết nè. À, đế nè, đế già nè. À, cô chú anh chị nào đang xem được like này ủng hộ đi cô chú anh chị ơi. Rồi, quay lại luôn. Nặng và to quá. Một chiếc bát này bọc đồng siêu xịn siêu đẹp như thế này mà giá vô cùng ưu đãi đến cô chú anh chị gần xa, 3.800.000 đồng một chiếc bát nha cô chú anh chị. Một chiếc tumbler bát siêu to khổng lồ, 3.800.000 đồng, chuẩn đồ xưa, miệng vọt bọc đồng hết toàn bộ nha, nặng cực kỳ là nặng. Và chiếc bát tiếp theo đây, wow, lại là siêu phẩm nha cô chú anh chị ơi. Dòng này là dòng ngũ sắc cho em gái nha, dòng gốm tàu ngũ sắc luôn ạ. À, ở bên trong người ta vẽ cho mình một cái tích là thuận buồm xuôi gió, họa tiết vẽ vàng nha. À, thuận buồm xuôi gió, họa tiết vẽ vàng đầy đủ cho em luôn. À, rất là nhiều màu sắc sặc sỡ nha cô chú anh chị, nhiều màu sắc sặc sỡ luôn cô chú anh chị ơi. Ở bên ngoài người em thấy người ta vẽ hoa, vẽ lá nè, à, vẽ chim rồi đó, à, mang một cái sự vượng khí nha cô chú anh chị. Rồi mặt ở phía ngoài đây cũng vẽ kính hết luôn, vẽ vàng lấp lánh cho em nha. À, men là men ngũ sắc nha. Đường kính cái miệng tô như thế này 41 ạ. Chiều cao em gái đo được đây là 16 luôn. Đường kính miệng tô 41, chiều cao 16, giao lưu bao phí ship tận nhà quý cô chú anh chị mình nha. Giá yêu thương lắm ạ. À, mình xem mặt đế đi rồi em giới thiệu giá nè. À, cũng là triển hai lòng cô chú anh chị không? À, đế sâu hai lòng luôn, 1.4 triệu, mạ vàng đầy đủ xung quanh này, vẽ chuẩn chi lành đẹp. Có giá là 2.600.000 một cái tô này theo nha cô chú anh chị, 2.600.000 đồng. À, 2.600.000 đồng. Lên cô chú anh chị mình nữa một chiếc bát của dòng gốm Thành Hóa nha cô chú anh chị. Dòng gốm Thành Hóa là một trong những dòng gốm cực kỳ nổi tiếng rồi đúng không ạ? À? Dòng gốm Thành Hóa là một trong những dòng gốm thật sự là cực kỳ là nổi tiếng rồi nha. Đây là một chiếc bát của dòng gốm Thành Hóa nha. Men nhìn bên ngoài cho em nè. Có cái nước men nó rạng đều hết nha quý cô chú anh chị mình. À, rạng đều hết rồi à. Ở bên trong vẽ cho em một cái tích giống như là phúc tích phúc lộc thọ nha. Ở bên trong vẽ cho em một cái tích là phúc lộc và thọ cho em nha. À, rồi, viền là viền ở bên ngoài dày. Đó, cái viền bên ngoài rất là dày. À, dày như viền sô cô la và cực kỳ là dày. Bên trong đó, người ta vẽ những con dơi nha cô chú anh chị ha. Họa tiết là men rạng cực kỳ già đồ luôn. Một chiếc bát vô cùng khổng lồ siêu to của dòng gốm Thành Hóa nha cô chú anh chị. Đường kính ngang như thế này lên tận 40 sen và chiều cao em ước lượng tầm khoảng 20 đến 21 sen đấy ạ. À, rồi giao luôn một chiếc bát này giá vô cùng yêu thương nữa đây. Dở mặt đế lên luôn. Hàng lành tích nha, em bao lành tích. Đây cô chú anh chị mình thấy không, hàng xịn là người ta khắc chuyện ký không nè. Ha, khắc không nha cô chú anh chị, khắc luôn á, chứ không thèm vẽ nữa mà khắc luôn ạ. Rồi, viền ở đây nè, đó, nhìn chuẩn chi từng chi tiết một cho em nè. Ha, đẹp vô cùng. Rồi, chiếc bát này là dòng gốm Thành Hóa, em giao lưu bao phí ship toàn quốc, có giá 4.500.000 nha cô chú anh chị, 4.500.000 đồng. À, hàng đến tận nhà. Lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa nữa, một tác phẩm đáng trưng bày sở hữu đây. Ngắm nhìn cho em gái từ xa đi. Một chiếc ấm rượu rồng nha cô chú anh chị, một chiếc ấm rượu rồng. Men là men ngọc luôn á. Men là men ngọc, đo kích thước đi, hả, quay cận cảnh nè. To gì. Chiều cao chiếc bình này lên tới tận 60 sen luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao 60 sen luôn á. Bề ngang tổng em gái đo được là 38 rồi nha cô chú anh chị, to ghê. Cao 60 ngang 38 rồi. Em quay cận cảnh cho cô chú anh chị. Ở trên đây là một cái nắp nha, cái nắp rồi, cái nắp mà nó em cầm lên là nó bự bằng cái tay em rồi. Cái nắp thôi mà bự bằng cái tay rồi. Rồi, ở đây là một cái quai, là quai con rồng. Ha, hàng này là hàng đáng siêu tầm nha. Nhanh cái tay lựa cái chân, nhẹ là nhanh cái tay mà nhanh cái chân luôn cô chú anh chị. Lựa chọn đi, chốt đơn đi cô chú anh chị ơi. Cái bình này đừng bỏ qua lỡ uổng nha cô chú anh chị. Cái tác phẩm bình này đừng có bỏ qua lỡ là uổng thiệt đó nha. Đó, họa tiết rồng nè, men ngọc như thế này, già đồ tích tình tịch cho em gái nha. À, men rạng đều hết, một chiếc bình đặc sắc cho em nha. Một chiếc bình tuyệt phẩm đặc sắc cho em gái luôn.
Dở mặt đế lên. Gốm tàu xịn nha. Hàng này hàng chuẩn xưa chuẩn xịn cho cô chú anh chị gần xa luôn. Rồi, một chiếc ấm rồng như thế này em giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình, có giá cũng chỉ là 4.200.000 đồng thôi à. 4.200.000 nha cô chú anh chị, rất to rất nặng luôn. Lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa nữa nha. Nặng không? Được không? Đi để giữ. Được không? Rồi lên bằng quay luôn đi. Được thì lên luôn. Một cái tiểu cảnh đây nha cô chú anh chị, một tiểu cảnh đá serpentine cho em gái, một tiểu cảnh đá serpentine. Mình nhìn như người ta tạo tiết như một cái vỏ sò nha cô chú anh chị. Họa tiết là đá serpentine liền một khối luôn, vân là vân đá hoàn toàn từ thiên nhiên ha. Không nứt tóc, không bể vỡ nha cô chú anh chị. Hàng này hoàn toàn từ thiên nhiên nha cô chú anh chị, lành đẹp tuyệt đối luôn. Lành đẹp là lành đẹp một cách tuyệt đối nha cô chú anh chị, chỉnh chu cực kỳ. Nặng đến tận 22kg nha cô chú anh chị. Nặng đến tận 22kg mà giá cực kỳ yêu thương cho mình nha. Rồi em đo được chiều cao. Chiều cao như thế này là 65 luôn cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao 65, bề ngang luôn. Bề ngang em đo được là 30 à ha. Chiều cao 65, bề ngang em gái đo được 30 nha cô chú anh chị. Đó, 22kg luôn. Đó, một khối đá serpentine liền một khối cho em nha. Serpentine liền một khối luôn. Em giao lưu bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình ha, đến tay quý cô chú anh chị mình, giá 2.500.000 đồng là bao phí ship tận nhà nha quý cô chú anh chị. Làm gì nhìn bên dưới cái anh. Rồi, tiếp theo một sản phẩm siêu phẩm đẹp đến đây nha. Cũng tạo hình như một cái vỏ sò phong thủy luôn. Em xin chào 58 vị khách đang yêu thương, đang xem like của em gái nha. Cái này là vỏ, cái này hòn đá này giống như là mình nhìn giống như là cái men của nó giống như màu đỏ đỏ nha cô chú anh chị. Ngã ra màu huyết rồi đó. Ha, ngã ra màu huyết nha. Em bao chuẩn đá serpentine liền một khối nha cô chú anh chị. Hòn này nặng tới 26kg luôn nha. Hòn đá này nặng tính tận 26kg luôn đấy à. Ô, nhìn cho em nha, một cái men huyết cho em gái nha cô chú anh chị. Một men là màu hay men huyết nha. À, đó, hàng này là em bao chuẩn đá serpentine hoàn toàn từ thiên nhiên nha cô chú anh chị, không chấp ghép chỗ vị trí nào hết luôn. Mình trưng bày mang tính chất cực kỳ phong thủy nha. Chiều cao em đo được như thế này là 58 nha cô chú anh chị. Bề ngang em gái đo được là gần 39 nha cô chú anh chị. Bề ngang đo được là 39, giao lưu bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình. Tác phẩm này có giá 2.6 triệu. À, tác phẩm này có giá 2.6 triệu. Quý cô chú chị cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo em đang ghim trên màn hình đây à. Ha, vào số Zalo em đang ghim trên màn hình đây nha. Rồi, lên cô chú chị mình nữa ba tác phẩm mâm đồng cho em. Ba tác phẩm mâm đồng cho em. Đường kính là 51 cm nha. Em đo rồi nha cô chú chị. Đường kính 51 cm, nặng tầm 1.2 kg à. Tác phẩm đầu tiên như thế này là tác phẩm phu thê viên mãn cho em. Một tác phẩm mâm đồng treo nha, phu thê viên mãn lành tích nha cô chú chị. Bao chuẩn hàng đồng cho mình luôn. Mặt sau có cái móc cho mình treo tường đây à. Ha, thiết kế cho mình một cái móc treo tường luôn. Mỗi một chiếc đường kính 51, nặng từ 1.2 kg nha quý cô chú anh chị. Tích này là tích phu thê viên mãn. Cầm. Tích này là tích phu thê viên mãn luôn à. Rồi, có giá là 1.200.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Lên cái kia luôn. Chiếc mâm này là chiếc mâm tích là tứ linh nha cô chú anh chị ơi. Long lân quy phụng à. Long lân quy phụng luôn. Đường kính 51, nặng 1.2 kg. Xoay mặt sau luôn đi. Mặt sau cực kỳ đẹp, có giá 1.200.000 đồng luôn ạ. 1.200.000 nha. Rồi, đến cái mâm số 3 cho em lò một cái mâm là tích hoa cúc đây à. Một cái mâm tích là hoa cúc đây cô chú anh chị ơi. Ha, hàng này mình sưu tầm về đi, mình treo một lọt, một dải. Đẹp lắm nha, mang tính chất cổ kính ngày xưa luôn ạ. Đường kính cũng 51. Mặt sau như thế này đây nha. Trời, nặng cũng tầm 1.2 kg, cũng có giá 1.200.000 đồng là em bao phí ship tận nhà rồi. Rồi lên tiếp theo những cái bức tranh đá này trước mặt luôn đi. Không được thì để ở đây. Để từ từ thôi, có một người đứng đỡ nha. Rồi, ở đây là em lên trên đây cho cô chú anh chị mình bàn quay trước mặt đây. Một cái hòn đá nha. Một cái tác phẩm đá phong thủy chữ phúc cho em nha. Phúc sinh phú quý gia đình thịnh nha cô chú anh chị. Ở đây người ta làm ở đây là chất liệu bằng ruby mắt tôm cho em. Những cái họa tiết nổi này là ruby mắt tôm tạo nên chữ phúc. Và những cái này là thạch anh hồng cho em gái nha. Những hòn đá thạch anh hồng nha. Bây giờ em sẽ test ngay trên live này cho cô chú anh chị mình xem luôn. Nè, em bao chuẩn là thạch anh hồng hết cho cô chú anh chị gần xa nha.
ngửa cái điện thoại qua đây đó, nhìn cái độ trong nha cô chú anh chị ha, thấy giùm em cái độ trong suốt rồi, em quay mặt sau cô chú anh chị mình test kiểm tra nha. À, tinh thể là tinh thể ruby mắt tôm phối hợp với thạch anh hồng và làm ở trên một cái tác phẩm như thế này là bằng trên đá cẩm thạch cho em gái nha. Hôm nay em còn vài bức em sale cho mình nha cô chú anh chị, sale cho mình luôn. Một bức này có giá chỉ là 1.600.000 đồng một bức nha cô chú anh chị. 1.600.000 đó cô chú anh chị ơi, cực kỳ là đẹp, chưa đo thông số mà. Đường kính ngang 40 nha cô chú anh chị, mình tổng luôn cả đế như thế này 43, em tặng kèm đế gỗ cầm vào vai mặt sau cái đi ha. Được ở trên đây là người ta làm cho một cái nền đá cẩm thạch trắng cho em gái, 1.600.000 bao gồm chân đế gỗ, một tác phẩm siêu đẹp như thế này cực kỳ to, 1.600.000 em đã thanh lý hết rồi nha cô chú anh chị. 1.600.000 đồng nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi tác phẩm này một tác phẩm đẹp nữa đây nha, Phúc Lộc và Thọ nha. Hồi nãy mình có chữ Phúc mà cái này đủ 3 chữ luôn, Phúc Lộc và Thọ. Những cái hoa mai hoa đào này làm hoàn toàn từ ruby mắt tôm, nhìn xéo qua đây cho em gái là làm nổi hết nè, làm nổi bật nha cô chú anh chị. Phúc Lộc và Thọ, Phúc Như Đông Hải, Lộc Tấn Vinh Hoa, Thọ Tỷ Nam Sơn nha cô chú anh chị. Phúc Như Đông Hải, Lộc Tấn Vinh Hoa, Thọ Tỷ Nam Sơn. Ở trên một cái nền đá cẩm thạch dày không dưới 1.5 phân nha cô chú anh chị. Trên một nền đá cẩm thạch không dày không dưới 1.5 phân. Giá niêm yết là 2.200.000. Hôm nay em gái cũng sao cho cô chú anh chị mình gần xa, bao gồm tặng kèm đế gỗ chân đế như thế này cho mình luôn, có giá 1.600.000 nha quý cô chú anh chị mình ha. Tinh thể ruby mắt tôm là một trong những loại đá quý nha cô chú anh chị ha, đá quý luôn á. Đường kính ngang như thế này em gái đo được là 37.5 nha, chiều cao tổng 40 cm. Giao lưu một cái bức tranh đá đẹp như thế này có giá chỉ là 1.600.000 thôi à, 1.600.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn, đổi mã đi. Lên tiếp tục trên bàn quay đây, một tác phẩm đó đây cô chú anh chị. Một tác phẩm đây là một chú gà ha. À, trời ơi chú gà này nhìn giống như một con phụng hoàng, như chú gà mà chuẩn bị quá phụng luôn cô chú anh chị mình thấy không? Đẹp cực kỳ là đẹp luôn nha cô chú anh chị ơi. Người ta cũng tạo tác bởi những tinh thể ruby nha cô chú anh chị. Những tinh thể ruby luôn, người ta tạo hình 3D cho mình nha. À, tác phẩm này được tạo hình 3D nhìn sống động cực kỳ luôn. Rồi, em cũng tặng đã kèm theo cái đế gỗ cho mình luôn. Và đường kính rất là to, lên đến tận 40 cô chú anh chị ơi. Cũng là trên cái nền đá cẩm thạch cho em nha. Trên nền là nền đá cẩm thạch cho em gái luôn à. Cẩm thạch trắng nha quý cô chú anh chị ha. Trên nền đá cẩm thạch trắng luôn. Test ngay trên live cho cô chú anh chị xem lại một tác phẩm nha. Tác phẩm nào cũng bao chuẩn xịn cho mình nha. Hoàn toàn là từ thiên nhiên nha cô chú anh chị. Hàng đá là đá từ thiên nhiên cô chú anh chị mình thấy không nha. Kho là hàng nguyên khối hết á nha, không có màu chấp ghép đâu nha. Nói không chứ chấp ghép nha cô chú anh chị. Tác phẩm này ngày hôm nay em giao lưu 3 phí ship tận nhà đến tay quý cô chú anh chị mình, 1.600.000 luôn à. 1.600.000 đồng luôn đến tay quý cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi lên một số tác phẩm đồ đồng đi nè. Trên tay cô chú anh chị mình, trên bàn quay đây mình ngắm nhìn cho em nha. Một cặp ấm đồng nha cô chú anh chị. Ấm đồng này thì em giao lưu lẻ cũng bán mà giao lưu cặp cũng bán nha với cô chú anh chị ơi. Rồi nhìn cho em gái đây, một cặp ấm như thế này, chất liệu bằng hình rồng nha cô chú anh chị. Người ta đúc hình rồng à, họa tiết như nhau, đi kèm một cặp, mua một cái vẫn bán nha. Chiều cao em gái ra được ở đây là 8 phân ạ. À, bề ngang như thế này là 11 cm. Hôm nay em giao lưu rẻ cực kỳ, sale thanh lý cho mình những cái sản phẩm mà còn chặn hàng nha cô chú anh chị. Xịn sò luôn, chiếc ấm này xịn sò nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi giao lưu lẻ một chiếc là 500.000, một cặp em gái giao lưu cô chú anh chị gần xa 900, một chiếc lẻ là 500 nha. À, một chiếc lẻ là 500, ai yêu thích mã nào lên cho em mã đó nha. Một chiếc lẻ 500.000. Em xin chào 62 vị khách đang theo dõi kênh của chúng em nha. Em xin chào tất cả các cô chú anh chị gần xa nha quý cô chú anh chị. Rồi trên đây em có tiếp tục cho mình nữa nha. À, trên đây có một siêu phẩm cho mình nữa đây ạ. À, là một cái hồ lô cho em nha cô chú anh chị. Một cái hồ lô nha. Ở đây cái quai của nó rời, và trên đây cái quai giống như là cái trái hồng. Ở bên dưới là một cái hồ lô và vẽ vàng toàn bộ cho em gái đây nha. Một cái hồ lô vẽ vàng toàn bộ luôn. Ở đây người ta làm cho mình một cái đồng tiền nha ha. Tạo tác một cái đồng tiền luôn. Cái này là chất liệu đồng Pháp Lam cho em gái nha, xịn sò nha. Cái hồ lô bằng đồng xịn sò luôn. Chiêu tài hút lộc luôn nha cô chú anh chị. Dáng hồ lô tuyệt vời ha. Dáng hồ lô này đẹp tuyệt vời nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao em gái đo được 30 cm và chiều ngang tương đối tính ngang cái quai luôn ở phía trên 16, đường kính bụng dưới cũng 16 luôn. Thấy chưa? Cái quai rồi nè.
Nè, con sao báo vậy nha. Mặt truyện dưới 4 chữ sắc nét cho em nha. Đó, hàng hồ lô nha. Rồi, em giao lưu bao phí ship tận nhà cho mình. Cái hồ lô này ngày hôm nay có giá 1.800.000 đồng mà. 1.800.000, em giao lưu phí ship tận nhà cho mình nha quý cô chú anh chị ha. 1.800.000 thôi à. Để giá đó đi, em tự mở. Rồi, tiếp tục đây, em có cô chú anh chị mình trên bàn quay một chiếc tháp nha cô chú anh chị. Chiếc tháp này là tháp của Lý Tịnh cho em nha. Tháp Lý Tịnh 13 tầng nha quý cô chú anh chị, chất liệu bằng đồng xưa à. À, một chiếc tháp Lý Tịnh hàng siêu đẹp nha ha. Hàng là hàng siêu đẹp, cô chú anh chị nào hôm trước hỏi em tháp thì hôm nay em đã sưu tầm về được. Đây, quý cô chú anh chị vào săn hàng đi nha. Chiều cao em gái đo được 30 cm, bề ngang dưới là 8 phân à. Rồi, chiếc tháp Lý Tịnh này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship gần xa cho quý cô chú anh chị mình 1.100.000 đồng. Dạ, em xin chào 73 vị khách đang theo dõi nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều luôn. Hôm nay là lần đầu tiên mà em like được 70 mấy người xem nha cô chú anh chị. Đó là một cái động lực thật tuyệt vời với em gái luôn à. Rồi, ở đây em có trên tay một chiếc chuông lắc tay nha quý cô chú anh chị. Một chiếc chuông lắc tay đây ha. Một chiếc chuông lắc tay cực kỳ là hay. 73 vị khách ơi, kết bạn Zalo và số điện thoại em đang ghim trên màn hình đó. Cần thông tin gì cứ kết bạn vào đó, em chụp kỹ là cô chú anh chị mình xem rõ nha. Chiều cao em gái đo được là 20 cm, bề ngang như thế này là 10 cm. Hôm nay sale luôn cô chú anh chị mình chiếc chuông lắc tay này có giá là 500.000 đồng luôn ha. Giá khuyến mãi của cô chú anh chị gần xa 500.000 đồng cho chiếc chuông lắc tay này nha. Em không giảm được nữa nha cô chú anh chị, giá này là giá quá rẻ rồi nha, không còn giảm được nữa luôn cô chú anh chị mình ơi. Lên tiếp tục cho em đây nó, để ở đây đi, chấp ở đây cho em đi rồi em sẽ lên từ từ. Lên tiếp tục ở trên đây cho cô chú anh chị gần xa đây nha cô chú anh chị, là một cái sông trầm bàn tay Phật cho em nha. Một chiếc sông trầm bàn tay Phật nha cô chú anh chị ơi. Đó, một cái bàn tay cực kỳ là nuột nà nha quý cô chú anh chị, một cái bàn tay cực kỳ là nuột nà luôn. Rồi, ở dưới là một cái đỉnh hoa sen ha, một cái đài hoa sen. Chiều cao của cái sông trầm này là 16 cm, bề ngang như thế này một tấc nha. À, chiều cao 16, bề ngang một tấc. Em giao lưu bao phí ship tận nhà cho mình có giá 900.000 đồng. Giao lưu bao phí ship tận nhà có giá 900.000 à. Dạ, em xin chào anh Thoa nha, anh Nguyễn Thoa nha. Rồi, ở đây mộc truyện ở đây là 4 chữ nha cô chú anh chị, mộc truyện 4 chữ luôn, có giá là 900.000 đồng, bao phí ship tận nhà cho quý cô chú anh chị gần xa luôn. Rồi, bao phí ship hết nha. Bên em là sản phẩm đều bao phí ship hết. Lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa một chiếc ấm đồng nha cô chú anh chị, một chiếc ấm đồng luôn ạ. Ấm này là ấm hoa sen cho em nha, một chiếc ấm hoa sen ạ. À, và ở đây người ta có vẻ rà. Còn bên đây là hoa sen nha nha, sen cá nha. Mộc truyện dưới 4 chữ luôn. Cô chú anh chị nào hôm qua sưu tầm những sản phẩm về sen cá, lấy thêm cái tác phẩm đồng này đi. Nó cùng một bộ đó nha. Chiều cao 16 cm, bề ngang 16 phân luôn ạ. À, em giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa đến tay quý cô chú anh chị mình 900.000 đồng. À, giao lưu trọn bộ phí ship gần xa đến tay quý cô chú anh chị 900.000 à. Rồi, tiếp tục ở đây em có một tác phẩm nữa trên bàn quay đến tay cô chú anh chị mình luôn, là một chiếc sông trầm nha cô chú anh chị. Sông này là sông trầm kỳ lân cho em gái nha, sông trầm kỳ lân luôn ạ. À, dạ em chào anh Điệp Lan nha. Dạ em xin chào tất cả các anh trai chị gái nha cô chú anh chị ơi, em xin chào tất cả nha. Ở trên đây là đỉnh kỳ lân cho em ạ. À, một cái đỉnh kỳ lân luôn. Wow, hôm nay đặt kỷ lục rồi, 78 người khách đang xem. Lên cho em kỷ lục, phát kỷ lục luôn đi, 100 người đi cô chú anh chị ơi. Rồi, mộc truyện dưới là 4 chữ nha quý cô chú anh chị. Rồi, ở đây là một cái sông trầm 12 con giáp luôn. Có giá như thế nào đây nha, rất là rẻ nha cô chú anh chị. Chiều cao em gái đo được này là 14 cm, bề ngang như thế này 12 cm. Em giao lưu bao phí ship tận nhà quý cô chú anh chị mình có giá là 600.000 đồng. Giao lưu bao phí ship tận nhà 600.000 đồng. Em lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa một cái bao cây chọn hàng bao. Ở đây người ta có một số tác phẩm là Phật Di Lặc nha cô chú anh chị ơi. Một số tác phẩm Phật Di Lặc nha. Cái này mình lên tối nhiều. À, Phật Di Lặc này, Phật Di Lặc là như ý cho em nha. Đó, Phật Di Lặc như ý luôn nha. Chất liệu là đồng đúc hoàn toàn cho em nha. Đó, đồng vàng, đồng đúc hoàn toàn luôn ạ. À, chiều dài 13 cm, chiều cao em gái đo được 5 phân nha quý cô chú anh chị. Hàng này mình trưng bày để trên xe ô tô cho em, để phòng làm việc cho em, hoặc ở những nơi thờ cúng cái nào cũng đều đẹp hết trơn cô chú anh chị mình nha. Ha, tác phẩm Phật Di Lặc này hôm nay em giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình có giá là 800.000 đồng à. 800.000 đồng là bao ship tận nhà rồi nha quý cô chú anh chị ơi, bao ship tận nhà rồi nha, 800.000 đồng luôn. Lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa một cặp bình đồng nha cô chú anh chị, một cặp bình đồng luôn à. Cặp bình đồng này họa tiết là người ta làm
dán lục giác cho mình. Trên bình là bình tứ quý cho em gái nha, ha, một cái bình, cặp bình đồng tứ quý. Và cặp bình này em báo trước nha cô chú anh chị, em chỉ bao cô chú anh chị trưng bày đề co với chân hoa khô nha cô chú anh chị. Tại vì đồng đúc ngày xưa là người ta làm đồng đúc với những chi tiết đồng như thế này, nó có sẽ có những cái lỗ hở mà mắt thường mình nhìn không thấy được, nhưng khi đổ nước vào nó vẫn có cái độ rịn nước nhẹ nha. Hàng sao em báo vậy nha, chứ không phải bể dở mà cái hàng đồng đúc là nó như vậy. Có hàng sao em báo rõ như vậy, mình trưng hoa khô trưng bày thì nó rất ok rồi đó, cho nước vào thì nó rịn nhẹ nhẹ nước cây, cô chú anh chị mình biết mà ha. Ai đã từng xài những dòng bình này là sẽ biết nha cô chú anh chị. Mộc truyện đế 4 chữ luôn, có hình này đẹp quá ta, cặp bình này đẹp. Chiều cao 23, bề ngang như thế này 8 phần, bề ngang bụng 12 sen. Em giao lưu bao phí ship tận nhà cho mình một cặp bình siêu đẹp như thế này, tích tứ quý có giá 1.800.000 tới tận nhà cho mình nha quý cô chú anh chị ơi. 1.800.000 đồng tới tận nhà luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục trên bàn quay đây, em có một cái ấm hình con trâu nha cô chú anh chị. Một chiếc ấm hình trâu cho em gái nha quý cô chú anh chị mình ơi. Ha, hàng lành và đẹp nha. Rồi ở đây họa tiết là trâu ngậm đồng xu đây ạ. Trâu ngậm đồng xu ở phía bên dưới đây, một truyện 4 chữ nha quý cô chú anh chị ơi. Trâu ngậm xu, một truyện đế 4 chữ luôn nha. Rồi tác phẩm này ngày hôm nay cũng giao lưu rất rẻ cho mình. Đường kính chiều dài 30 ạ, chiều cao là 10 phân. Ủa chiều dài tới 37, chiều dài là 19 ạ, chiều cao 10 phân. Em giao lưu bao phí ship tận nhà cho mình một cái ấm trà hình trâu này 1.300.000 nha quý cô chú anh chị ơi. 1.300.000 đồng luôn. Lên tiếp theo trên bàn quay quý cô chú anh chị gần xa, một cái tẩu bằng xương nha cô chú anh chị. Một chiếc tẩu bằng xương có cái nắp tem mình để lên cho em gái, chất liệu bằng xương voi chuẩn xịn 100% luôn ạ. Chất liệu bằng xương voi chuẩn xịn 100%, em bao phí ship tận nhà quý cô chú anh chị, bao kiểm tra luôn nha, chuẩn hàng cô chú anh chị mình nha, mới nhận hàng nha. Chiều ngang chiều dài 38 à, chiều cao 12 sen, chiều dài 38, chiều cao 12 sen. Rồi quan sát giúp em gái đây, chuẩn xương nha cô chú anh chị. Đó, họa tiết người ta vừa vẽ nó, vừa vẽ vừa khắc luôn. À, siêu siêu đẹp nha cô chú anh chị gần xa ơi. Rồi chiếc tẩu xương này ngày hôm nay em tri ân bao phí ship gần xa cho mình 1.200.000 luôn đi. Đó, giá sale, giá sale hết cho mình nha, 1.200.000 đồng nha quý cô chú anh chị. À, rất là đẹp, trưng bày đề co sử dụng tốt luôn ạ. À, tiếp tục ở đây em có một chiếc tẩu nha, đồng này đồng Pháp Lam cho em nha, họa tiết đồng Pháp Lam. Wow, 88 người rồi, lên được 88 người rồi khách yêu ơi ha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ mạnh tay cho em gái nha. Một chiếc tẩu như thế này là tẩu bằng là bằng đồng nha cô chú anh chị, đồng đồng Pháp Lam. Ở trên đây đã được là lắc cơ bạc cho em nha. Một chiếc tẩu đồng cực kỳ xưa, họa tiết Pháp Lam như thế này luôn. Rồi, đo thông số cho mình luôn nha. Chiều dài của chiếc tẩu lên tới tận là 33. Em bao quý cô chú anh chị mình sử dụng tốt nha cô chú anh chị ha. Bề dài 33, bao quý cô chú anh chị sử dụng tốt luôn. Rồi chiếc tẩu ngày xưa này em giao lưu bao ship toàn quốc 700.000. 700.000 một chiếc tẩu xưa nha cô chú anh chị. Một chiếc tẩu cực kỳ xưa. Lên trên bàn quay đây một thanh kiếm nha cô chú anh chị, một thanh kiếm đồng luôn ạ. À, thanh kiếm này không hề sắc bén, hàng phong thủy cho em, trưng bày phong thủy cho em luôn, hàng không hề sắc bén đây. Ở trên đây là bát quái cho cô chú anh chị nha, ở mặt dưới đây. Đó, hàng trưng bày sưu tầm đề co. Cô chú anh chị nào có nhu cầu liên hệ sử dụng thì liên hệ với em gái nha, đem về mình làm hàng trưng bày đề co cho em. Đường kính chiều cao như thế này là tới tận 50 nha cô chú anh chị. Chiều cao thanh kiếm tận 50, bề ngang lưỡi kiếm tầm 2 sen luôn. Giao lưu bao phí ship tận nhà quý cô chú anh chị mình 1.500.000 nha. Giao lưu bao phí ship tận nhà, đến tận nhà của chú anh chị mình 1.500.000 đồng. Tiếp theo trên bàn quay đây, em có một thanh kiếm nha cô chú anh chị ạ. À, một thanh kiếm này vô cùng độc đẹp và lạ luôn. Có một người đứng dựng lên giùm. Đó, để lên cô chú, để tổng cái đi lúc đó. Ha, mình ngắm nhìn cho em gái, trên là một cái người nè, cái đỉnh người nè. Thanh kiếm này là hàng đồng, là đồng chuẩn xưa chuẩn cổ cho mình luôn nha cô chú anh chị ơi. Ha, hàng đồng theo thời gian 5 tháng ra ten luôn nha cô chú anh chị. Ten lên đồng xanh hết rồi ha. Trổ xanh hết rồi. Rồi, to chút đi, kéo lên tí xíu, kéo lên, chị cứ kéo lên đại đi. Ừ, cao là cao tổng là 62 nha cô chú anh chị. Cao là cao tổng 62 ạ. À, bề ngang như thế này em gái đo được vị trí lớn nhất là 13 sen. Rút cái lưỡi kiếm ra luôn. Hàng là hàng em trưng bày nha cô chú anh chị, trưng bày không có bị sắc bén gì đâu nha. Ở trên đây là có những cái chữ cổ luôn cô chú anh chị, thấy không? Đó, nhìn không biết thấy được chữ cổ không, để em coi nè.
cái cây này thì không có khắc chữ lên mình rồi. Rồi, hàng này siêu đẹp nha, cán cầm là cán bằng hình người cho em đây cô chú anh chị ơi. Rồi, một thanh kiếm như thế này cực kỳ đẹp luôn, hàng chuẩn đồng xưa cổ, bao ship toàn quốc cho mình, bao giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình, có giá là 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị, 2 triệu rưỡi hỗ trợ đi. Tiếp tục đây em có một thanh kiếm cong nha cô chú anh chị, một thanh kiếm cong cho cô chú anh chị gần xa giao lưu sưu tầm sở hữu nha. À, thanh kiếm này cũng là họa tiết rồng toàn bộ nha cô chú anh chị ơi, họa tiết rồng toàn bộ luôn à. À, hàng là mình nhìn cong nha cô chú anh chị, lưỡi kiếm cong cực kỳ đẹp và lạ luôn. À, nhìn như thế này mới thấy tổng thể nó đẹp nha. Hàng này cô chú anh chị nào thích sưu tầm kiếm là giao lưu mấy cây kiếm này đi. À, độc lạ hiếm lắm, chiều cao 42, bề ngang tổng em gái đo được 15 sen, rồi rút cái lưỡi kiếm đó luôn. Hàng là không có bị em ba cô chú anh chị là mình không sắc bén nha, hàng không sắc bén, trưng bày đề co thôi, chuẩn đồ đồng xưa nha, hàng mang tính chất giao lưu sưu tầm thôi ạ. À, trời ơi, một cái cây tiểu đao nha cô chú anh chị, đẹp cực kỳ. Ở trên đây cây này là có khắc chữ nè, đó em thấy cây này có khắc chữ. Em xin chào chị Phi Yến nha chị, em xin chào chị ạ. À, rồi ở đây một cây kiếm này cũng giao lưu bao phí ship tầng gần xa quý cô chú anh chị mình 2.500.000 đồng, 2.500.000 là phí ship tận nhà luôn quý cô chú anh chị mình ơi, 2.500.000 đồng là phí ship tận nhà cho mình nha cô chú anh chị. Tiếp tục đây em có một cái này đó, em có một chiếc ấn cổ nha cô chú anh chị, một chiếc ấn cổ lên đi, 94 người quý cô chú anh chị ơi, thêm 6 người nữa đi cô chú anh chị ơi, đạt kỷ lục luôn, thêm 6 người nó đi giúp em đạt kỷ lục của bản thân em thôi nha, không dám đạt kỷ lục của ai mà kỷ lục của bản thân em thôi nha, là like được 100 người là đạt kỷ lục của bản thân em, em sẽ tặng quà cho mình nha, lên được con số 100 là có quà tặng như quý cô chú anh chị mình. Rồi ở đây là một cái ấn này là ấn kỳ lân cho em gái, ấn cổ nha cô chú anh chị, một cái ấn đá cổ cho em nha, hàng chuẩn hàng Tây Tạng đó cô chú anh chị mình nha, chiều cao em gái đo được đây 19 sen luôn, bề ngang như thế này đây là 8 phân à, rút ngắn lại chứ, bề ngang là 8 phân luôn, 8 phân vuông, chiều cao là 19 sen. Dạ em xin chào anh Lượng Tạ, em xin chào anh nha, Mộc Truyện dưới đây nha cô chú anh chị, hàng chuẩn xịn sò, em giao lưu chiếc ấn này ngày hôm nay có giá là 2.900.000 đồng, một chiếc ấn cổ 2.900.000 đồng, giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa cho mình luôn, một chiếc ấn cổ 2.900.000 đồng, bao phí ship toàn quốc, nhớ ghi giá vô này nhiều lắm. Tiếp tục đây em có trên bàn quay một cái lọ trà nha cô chú anh chị, một cái lọ trà bằng đồng tích tứ quý. Nghe âm thanh chưa nè, nghe âm thanh chưa nè, quá trời im tai lục cái lỗ tai đúng không nè, nó âm thanh là vang động nha cô chú anh chị, âm thanh vang động luôn à. Hàng đồng xịn sò cho mình, Mộc Truyện rất rõ ràng, 4 chữ nha cô chú anh chị. Ở trên đây là một cái tích tứ quý cho em gái nha, một cái tích tứ quý cho em à, chiều cao em đo được như thế này 14 sen, bề ngang em đo được 9 phân nha cô chú anh chị, chiều cao 14, bề ngang 9 phân, giao lưu bao phí ship gần xa, hôm nay sale nhẹ cho cô chú anh chị mình đi, 1.300.000, em sale sát sát xíu còn 1.200.000 nha cô chú anh chị, em báo giá là rất là rẻ nha cô chú anh chị, 1.200.000 đồng là bao phí ship tận nhà cho mình rồi đó nha, 1.200.000 là phí ship tận nhà luôn. Lên tiếp tục trên bàn quay cô chú anh chị gần xa là một cái sông Trầm đồng Pháp Lam nha, cô chú anh chị nào tín đồ của sông Trầm đồng Pháp Lam và đặc biệt là hàng đồng xưa, liên hệ ngay với em gái chốt đơn cái đỉnh này đi nha cô chú anh chị, số điện thoại cũng như Zalo liên hệ là 0772 877278 đó nha cô chú anh chị gần xa ơi. Rồi em ơi, chuẩn bị cho anh lại khoảng tầm nửa tiếng nó ra quay đồ gỗ đi em nha. Dạ rồi, tầm khoảng nửa tiếng nữa thì ông xã em sẽ quay tác phẩm, những tác phẩm đồ gỗ của chú anh chị đây nha, nhiều lắm nha. Em thì quay hàng mini thôi, ổng thì sẽ quay đồ gỗ lớn cho mình. Đó, chuẩn bị mấy cái món đồ gỗ đẹp lạ đi để anh lại quay đi nha. Rồi, em ở đây em có một đỉnh sông Trầm Pháp Lam nha cô chú anh chị. Đỉnh sông Trầm Pháp Lam chuẩn xưa như thế này, họa tiết là họa tiết trúc nha cô chú anh chị, họa tiết trúc tre luôn nha. Rồi, chiều cao em gái đo được như thế này 16 sen, bề ngang là 20 phân ạ. À, nhìn mặt bên trong cho em hoàn toàn không có xi măng hay ba dớ luôn, lành đẹp tuyệt đối. Ở trên đây người ta lại chạm nhiều cái chi tiết là giống như cái lá trúc lá tre, trên là đỉnh con rồng cho em. Rồi phía bên dưới đây là một cái chi tiết Pháp Lam ha, đồng Pháp Lam vẽ màu xịn lắm nha cô chú anh chị. Cái này là đồng, là đồng bao chuẩn đồ xưa đồ cổ cho mình luôn nha cô chú anh chị, Mặt Truyện 4 chữ luôn. Chiếc sông Trầm Pháp Lam này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship gần xa 2.200.000 đồng ạ. À, 2.200.000 đồng thôi nha quý cô chú anh chị ơi, chỉ 2.200.000 cô chú anh chị mình sở hữu được một chiếc phong sông Trầm đồng Pháp Lam siêu đẹp luôn. Rồi tiếp tục lên bàn quay cho cô chú anh chị đây nha, đó tiếp tục lên bàn quay cho quý cô chú anh chị đây à. À, là một cái này là chuông nê ban cho em nha,
Cô chú anh chị nghe em gõ không nè. Ôi, mừng quá đi, 101 người rồi, nói là phải làm thôi, lấy mấy cái vòng ra tặng cô chú anh chị mình liền đây nè, tặng liền luôn. 101 khách rồi, cô chú anh chị ơi, đạt kỷ lục của bản thân em rồi. Rồi ở bên trong đây là một cái là bùa bắt quái cho em nha cô chú anh chị, một cái bùa may mắn nha cô chú anh chị ơi. Rồi bên ngoài đây là người ta vẽ họa tiết là đồng nha cô chú anh chị, họa tiết là đồng nha. Và phối đây là giống như đồng pháp lam luôn à. Dạ đúng rồi, 101 rồi, sẽ tặng quà thôi. Nói là sẽ làm nha cô chú anh chị ơi. Sau khi giao lưu này xong em sẽ tặng quà thôi nè. Rồi, một chiếc này kêu bằng chuông Nepal cho em gái nha, chất liệu đồng xịn sò, chiều ngang là 11 sen, chiều cao 5 phân. Giao lưu bao phí ship gần xa cô chú anh chị mình 700.000 đồng. Giao lưu bao phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình 700.000 đồng. Dạ, bây giờ lên quà tặng đi nè. Lên mấy cái sợi trầm hương luôn đi. Lên sợi trầm hương. Tặng không đồng nha, đã nói tặng là không có tính tiền. Tặng mà tính tiền là tặng không có phải là tặng rồi nha cô chú anh chị. Lên mã tặng không đồng cho em gái nha cô chú anh chị ơi. Kỷ lục ngày hôm nay, kỷ niệm cái kỷ lục ngày hôm nay của em gái trong cái phiên live mà đã live 32 live rồi. Mà mới lần đầu tiên được 101 khách, hơn 100. 101 khách là kỷ lục của bản thân em lên tặng luôn. Rồi tặng cô chú anh chị mình mỗi một người một sợi dây trầm cho em nha. Lên mã tặng trầm cho em gái nha cô chú anh chị, sợi dây trầm cực kỳ là thơm luôn, 7 ly nha cô chú anh chị. Mỗi một sợi 7 ly, tặng không đồng. Cô chú anh chị nào cứ lên đi, mã tặng là đều không đồng hết toàn bộ, em bao phí ship nha. Cô chú anh chị nào đó là lên tặng là tặng không đồng, bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Cái này em có được là 4 sợi nha cô chú anh chị, ưu tiên cho 4 của anh chị nào nhanh tay nha cô chú anh chị, liên hệ với em gái tặng không đồng. Đúng 4 sợi nha cô chú anh chị, có hết là không có khiếu nại em nha. Hết là khiếu nại là em cũng không có để tặng nữa nha cô chú anh chị. Một sợi này mình mua ngoài thị trường không dưới 300-400 ngàn. Hôm nay em tặng không đồng cô chú anh chị, đánh dấu cái cột mốc kỷ niệm của em nha cô chú anh chị ơi. À, em đã chiến thắng được bản thân rồi, 32 like mới lần đầu tiên được 101 người theo dõi nha cô chú anh chị. Đó là một này tặng không có tính ngàn nào hết, bao phí ship, tặng. Dạ em cảm ơn anh Dũng Nguyễn. Em cảm ơn anh, vui chứ anh, phải vui chứ, mình làm được là mình phải vui chứ anh. Rồi tặng mà tặng 4 sợi thôi như cô chú anh chị đó, em có 4 sợi đó, mã tặng không đồng lên anh em, ai thích trầm lên cho em tặng trầm. Rồi tiếp tục coi cái đó có gì tặng thêm đây, mở luôn đi. Rồi tới tặng tiếp cho em là dây này, là dây thạch anh trắng chứ ổ vậy, mã não trắng nha cô chú anh chị. Em có được một số sợi như thế này, tặng hết cái này nha cô chú anh chị, mỗi một người một sợi cho em nha, mỗi một người một sợi, tặng không đồng, bao ship tặng nhà, không mua gì em vẫn tặng tới tặng nhà chứ không phải mua mới tặng nha. Ai thấy cái like này chia sẻ cho em, lên mã tặng tặng cho em đi. Tặng là kèm theo số điện thoại mới tặng được nha cô chú anh chị, tặng là phải có số điện thoại mình phải liên hệ được mới tặng được nha, chứ cô chú anh chị không lên số điện thoại em không liên hệ được, em không tặng được đâu nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em ở trên YouTube đây nha cô chú anh chị, 0777 27278, hoặc cô chú anh chị mình lên mã tặng dây trầm hương thì chỉ còn 4 sợi thôi. Đó tặng dây trầm hay là tặng dây dây này kêu bằng đá mã não ở vậy, cẩm thạch cho em nha, cẩm thạch trắng thì lên tặng cẩm thạch trắng cho em nha. Mỗi một người em tặng một sợi nha cô chú anh chị, cái này chắc cũng tầm được mười mấy 20 sợi đó nha. Đó, không mua gì vẫn tặng bao ship tặng nhà cho mình nha. Đó là cái kỷ niệm ngày hôm nay của em gái luôn. Rồi, lên cho em cái số điện thoại và lên cho em mã tặng là em tặng ngay và lập tức nha. Số điện thoại vui vào lòng nhắn hai lần nha cô chú anh chị. Một lần năm số đầu và lần sau năm số cuối nha. YouTube nó không cho mình nhắn một lượt đâu cô chú anh chị ơi. Còn một ít này em tặng hết cho cô chú anh chị mình ha. Gia lộc cô chú anh chị mình may mắn em nha, may mắn luôn, vui vẻ luôn nha. Rồi lên tiếp tục trên bàn quay đây, em có một cặp đèn nha cô chú anh chị, một cặp đèn chất, em tặng anh béo con một sợi nha anh béo con ơi. Anh béo con lấy cái gì anh béo con, trầm hay là anh béo con lấy đá, anh béo con dây đá hay là dây trầm lên cho em nha. Dạ nói chung là shop của em á thì ngày nào cũng bán được hàng là nhờ cô chú anh chị yêu thương, nhưng mà vui mà tặng quà là bởi vì á hôm nay đạt được kỷ lục của bản thân. Đạt được kỷ lục của bản thân là mình like mà 32 like rồi, chưa biết like bao giờ mà like được 32 like mới đạt được 100 người coi một lượt, là nó gọi là một cái kỷ lục rất 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 là vui. Cái em gái rồi đã vui là sẽ tặng thôi. Chiều cao của cái cặp đèn này là 18 sen, bề ngang như thế này, chỗ có vị trí bụng là 7 phân ạ. À, họa tiết trên đây chất liệu bằng gốm cho em nha. Đó. Rồi tặng chị Yến là trầm hương nè.
anh Lượng Tạ. Em anh Lượng ơi, rồi chụp màn hình lại của anh Lượng Tạ đi, em tặng anh Lượng là Trầm Hương luôn nha. Rồi tặng chị Linh Trúc Trầm Hương, vui lòng lên số điện thoại đi, bấm số điện thoại hai lần giống anh Lượng Tạ giùm em đi mấy anh trai chị gái ơi. Rồi em ở bên ngoài em check hết trơn số điện thoại lại nha em. Dạ ai có đủ một, ai có đủ số điện thoại là em sẽ tặng hết nha. À à, em thấy chị Ngọc Thúy rồi chị ơi. Mà chị Ngọc Thúy ơi, chị ghi là cái số điện thoại đi, cái của chị là nó bị ẩn luôn á. YouTube chị đánh, chị bấm vậy là nó bị ẩn á nha. Dạ em cảm ơn anh Thanh Giác Phạm nha. Dạ cảm ơn anh là khách quen mà mua hàng ok mà. Rồi tặng hết nha em. Em liên hệ lại với anh chị đi, tặng gì thì liên hệ với anh chị đi. Lên cho em hai lần nha cô chú anh chị, một lần là năm số đầu, một lần sau năm số sau. Nói là sẽ làm, không mua gì vẫn tặng tặng nhà luôn. Đó là cái niềm tin bên shop chúng em, cô chú anh chị mình cứ đặt vào yên tâm nha. Rồi ai mà có nhận được quà tặng thì vào những cái like là bắt đầu săn nha cô chú anh chị, mình săn nha. Hoặc là lên bình luận cho em gái, ừ shop có uy tín hay không, nói có tặng mà có tặng thiệt hay không nha. Chiều cao như thế này 18 cm nha cô chú anh chị, em đo rồi đúng không? Hàng này em giao lưu bao phí ship sẽ tặng kèm ống khói cho mình, tặng kèm ống khói thì khi lên xuống em sợ bể vỡ nha cô chú anh chị. Ở đây là đế bằng đồng nha, bầu là bầu sứ à. Một cặp như thế này em giao lưu bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình 1,5 triệu nha. Một cặp đèn dầu 1,5 triệu. Dạ em xin chào em Ba Bùi ạ. À. Em xin chào em Ba Bùi. Rồi tặng chị Thơ Nguyễn là Trầm cho chị nha. Tặng Trầm đủ 4 xe Trầm cho em. Đủ 4 khách 400 là em hết Trầm nha, qua tặng đá cho em đi nha cô chú anh chị. Đó, đủ 4 khách 400 là qua tặng đá nha. Mình coi hàng thôi không có. Dạ chị thích quà thì chị cứ tặng quà chị, nhằm khi cái bình luận của mình á chị, nhằm khi cái YouTube nó khó lắm, nó hay ẩn lắm chị. Dạ đủ chưa em? Rồi em đã hết Trầm nha cô chú anh chị, tặng qua đá đi, đá chắc tầm khoảng có ai đếm dùm số lượng dây đá đi, rồi bao nhiêu khách tặng hết cho khách đi em. À, đếm số lượng dây đá đi. Rồi em xin cảm ơn các anh trai chị gái đã tương tác mạnh mẽ với em nha. Cặp đèn này 1,5 triệu em giao lưu bao phí ship toàn quốc tặng kèm ống khói. Cặp đèn này thứ hai cũng đồng giá 1,5 triệu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Cặp đèn này cũng đồng giá 1,5 triệu, bầu to hơn tí nha, nhưng mà bán đồng giá cho mình cho nó vui vẻ nè ha. Mình mua bán thì phải cho nó vui vẻ thì mới bán trơn tru được, không đúng cô chú anh chị. Chiều cao là 18, bề ngang như thế này em đo được 12 cm, tặng cầm kèm ống khói khi giao lưu luôn. Họa tiết là bằng đồng như thế này, vàng ống ánh, và ở đây người ta làm bằng gốm nha cô chú anh chị, bằng gốm hết toàn bộ, vẽ là vẽ men lam, đế là đế đồng. Rồi một cặp 1,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, tặng kèm ống khói nha. Em còn được 12 sợi là vòng đá cẩm thạch trắng nha cô chú anh chị, 12 sợi đá cẩm thạch trắng. Cô chú anh chị nào liên hệ nhanh tay chốt đơn đều có quà tặng hết nha, cặp đó 1,5 triệu. Rồi em xả sale cho mình luôn nha, xả sale cho mình những cặp bình như thế này đây. Em cảm ơn anh Tiến Nguyễn Trung nha. Em cảm ơn Tiến Nguyễn Trung. Thật sự các bình luận của cô chú anh chị là cái động lực cho cửa hàng chúng em, là động lực cho tụi em càng ngày càng cố gắng đấy ạ. Ha, cô chú anh chị mình bình luận động lực cho tụi em cửa hàng càng càng cố gắng nha cô chú anh chị ơi. Rồi, một cặp bình như thế này nha. Một cặp bình như thế này chất liệu bằng gốm tàu viền sô cô la men rạng toàn bộ luôn. Hôm nay em tri ân khách hàng gần xa, giá không nghĩ lời lỗ nha, giá sale nha cô chú anh chị. Đó, tích là tích bát ti nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao em gái đo được này là 18 cm, bề ngang như thế này là 16 cm. Nhớ nhà tặng ai ghi đàng hoàng nha em, không có sót nha. Rồi, một cặp bình như thế này em giao lưu bao phí ship gần xa cho mình có giá 600.000 đồng. Dạ em cảm ơn anh sĩ Nguyễn Quyền nha. Anh sĩ Nguyễn Quyền cũng có mua của mình rồi đó. Coi anh inbox cho đi, tặng anh một sợi đi. Em tặng anh một sợi dây đá nhanh Nguyễn Quyền. Nó inbox cho em trai em, nó biết cái số nào rồi nó tặng cho anh nhanh Quyền ơi. Rồi em tặng cho anh Trung một sợi luôn đi anh Trung ơi. Anh Trung inbox vào số Zalo điện thoại em trên màn hình đó anh Trung. Rồi một cặp này 600.000 đồng, giá này là giá em bao lỗ nha cô chú anh chị, nhưng mà vui là tặng, vui là bán rẻ nha cô chú anh chị ơi. Đang vui là bán rẻ ngay 600.000 đồng. Em còn một cặp nữa nha cô chú anh chị. Dòng này em có đúng 2 cặp thôi. Sale cô chú anh chị gần xa 600.000 đồng luôn nha. Đây là một cái gốm là gốm tàu. Ở trên đây người ta vẽ cho mình là cái tích là những cô gái Nhật nha. Những cô gái Nhật luôn. Lên một số dòng hàng đẹp đẹp đi. Lên một số dòng hàng đẹp đẹp đi. Đây là đang đông khách đây nè. Mình bán hàng nhanh lẹ cho cô chú anh chị. Mình siêu tầm đây nè. 1 triệu nữ rồi bô màu đỏ nha cô chú anh chị. 1 triệu màu đỏ luôn. Cũng là 600.000 một cặp nha cô chú anh chị. Sale hết cho mình luôn. Em mua làm gì được 600.000 mà em còn bao ship cho cô chú anh chị luôn đó nha. Chiều cao
là 17 ạ. Miệng như thế này 6 phân và bề ngang bụng 15 cm nha cô chú anh chị ơi. Một cặp 600.000 đồng, em giao lưu bao phí ship. Dạ, em thấy rồi anh sĩ Nguyễn. Em thấy rồi anh Quyền Nguyễn ơi, em thấy rồi. Dạ, dây đá đó là hàng xưa nha anh. Đó, một cái lô đó em mua sưu tầm cũng nhiều tiền lắm đó. Là hàng xưa nha anh trai. Hôm nay tặng hết cho anh trai chị gái luôn, tại vì em đạt được cái kỷ lục của bản thân em thôi. Em vui là em tặng thôi. Đó, cho cô cho anh trai chị gái có kỷ niệm với shop chúng em đúng không nè. Đó, có một cái kỷ niệm nhẹ với shop chúng em. Ở đây em lên cho cô chú anh chị mình một chiếc ấm gốm chu đậu nha. Một dòng gốm chu đậu là dòng gốm xịn sò cô chú anh chị. Hàng nào chất lượng em bao chất lượng cho quý cô chú anh chị mình nha. Hàng nào mà hàng mới hay hàng nào hàng cũ, hàng xưa là em báo rất là rõ nha. Ở đây cái nắp người ta vẽ giống như cái hoa cúc cho cô chú anh chị. Đó, nhìn cho em đây ha, một cái dòng gốm chu đậu xịn sò nha. Em bao chuẩn đồ xưa đồ cổ cho mình trên dưới 0890 năm cái trăm năm luôn nha cô chú anh chị, tuổi đời xịn nha. Hôm trước con anh trai đó là sưu tầm hết lô rồi đó, ảnh ưng ý cực kỳ luôn. Hàng này em bao cô chú anh chị gần xa nha. À, lành tích tuyệt đối luôn, bao chuẩn đồ cho mình. Chiều cao em gái đo được là 19 cm, bề ngang thế này 18 phân ạ. À, chiều cao 19, bề ngang 18, em giao lưu bao trọn bộ phí ship tặng nhà cho mình. Ha, giao lưu bao trọn bộ phí ship tặng nhà 3,2 triệu, hôm nay đang vui mà đúng không? Ha, hôm nay đang vui mình sale lỗ luôn đi cũng có sao đâu nè. 3,2 triệu, em gái sale còn 2,8 triệu nha cô chú anh chị. 3,2 triệu, hôm nay em còn sale còn 2,8 triệu, cô chú anh chị nhanh tay lựa chọn săn sale nha. Cũng trễ ha anh chị, về đi, ở đây làm được. Chị có về về đi, ở đây mấy em làm được rồi, còn được rồi. Tiếp tục đây em lên cô chú anh chị mình một cái ấm là ấm kêu bằng ấm candy cho em nha. Một chiếc ấm candy hay còn gọi là ấm vú nha cô chú anh chị. Một chiếc ấm candy hay còn gọi là ấm vú luôn. Hàng chuẩn cổ cho em trên 100 năm tuổi nha. Bao chuẩn xịn, chiều cao 20 cm, chiều dài như thế này 21 cm nha cô chú anh chị. Một chiếc ấm candy cho em gái luôn à. Ha, dòng candy nha, là siêu đẹp nha cô chú anh chị. Ấm vú nha cô chú anh chị, nhìn giống như một cái vú của một người mẹ không à. Rất là đẹp nha. Ở đây là họa tiết chim phụng qua men là men trổ đồng luôn cô chú anh chị. Hàng gốm chu đậu chuẩn xịn chuẩn cổ luôn, mặt truyện bên dưới như thế này cho em gái nha. Giao lưu cô chú anh chị gần xa, hôm nay đang vui sale cô chú anh chị mình luôn. 2,5 triệu luôn cô chú anh chị ơi. 2,9 triệu em sale còn 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Nhanh tay lựa chọn chiếc ấm candy này 2,500,000 đồng. 2,5 triệu là em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. À, lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa, một cái ấm két cô chú anh chị mình thấy không ạ. À, giá niêm yết 3,5 triệu, hôm nay trong giờ phút này em cũng sale rẻ cho mình luôn nha cô chú anh chị ơi. Đó, một chiếc ấm chim két đây cô chú anh chị nhìn thấy không ạ. À, hàng siêu đẹp luôn nha cô chú anh chị ha. Hàng siêu là đẹp luôn. Rồi, chiều cao của chiếc ấm này em đo được 3,24 à, bề ngang 13 cm. Hàng này là hàng chu đậu chuẩn đồ cổ trên 100 năm tuổi. Hàng nào giá trị em báo cô chú anh chị mình giá trị nha. Hàng nào giá trị là báo giá trị rõ ràng cho mình nha. Cô chú anh chị được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cơ mà đúng không ạ. À, rồi, chiếc này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship cho mình, sale luôn, xác thiệt là xác cho mình luôn, giá lỗ thanh lý nha cô chú anh chị. 2,9 triệu đồng, 2,9 triệu giao lưu bao phí ship tặng nhà luôn. Rồi, tiếp tục lên trên cô chú anh chị mình cũng là dòng gốm chu đậu cổ đây nha. Một chiếc ấm đào nha cô chú anh chị, một chiếc ấm ngược quả đào cho em nha. Tích đây là tích là sen vịt cho em gái à. Một cái tích sen vịt và chiếc ấm quả đào này đẹp độc và lạ nha cô chú anh chị. Hàng xịn nha, nhìn cho em gái hàng xịn nha. Mọc truyện dưới đây ha, sâu lòng nha cô chú anh chị. Hàng xịn và sâu lòng nha. À, ấm rót và ấm ngược nha cô chú anh chị. Hàng chuẩn đồ cổ đó nha, trên 100 năm tuổi. Chiều cao gái đã được 15 cm, bề ngang thế này là 14 cm ạ. À, rồi, giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình, có giá là này sale luôn đi. À, sale rẻ cho mình luôn đi, 2,5 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Sale rẻ cho mình luôn 2,5 triệu. Và cũng qua cái like này em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh trai lúc sáng đã sưu tầm ủng hộ em cái lô đồ cổ mà trên 700 năm tuổi đó nha. Ha, cái lô đồ đó em không kịp lên like bởi vì các anh trai đã vào Zalo mua sạch hết rồi. Anh cảm ơn rất là nhiều luôn. Chỉ có được 30 mấy tác phẩm mà mấy anh trai mua hết luôn nha. Trên 700 năm tuổi tính lên like mà không kịp like cô chú anh chị ơi. Rồi, không thấy nắp. Không thấy nắp là sao anh? À, mấy cái này không có nắp anh, này là bình mà. Cái này là bình nó không có nắp đâu anh. Không phải là ấm, không có nắp đâu. Mấy cái ấm kia nó cũng kiểu là giống như ấm rót á. Ấm rót mà nó cũng không có nắp anh. Khi nào mà ấm rượu, ấm trà mới có nắp nha anh. Còn ấm rót không có nắp đâu. Rồi, ở đây em giao lưu tiếp tục cô chú anh chị gần xa nha. Một chiếc ấm chu đậu nha cô chú anh chị. Chuẩn cổ luôn cô chú anh chị ơi. Tuổi đời không dưới 100 năm tuổi. Trời ơi, đã đạt được 113 lượt rồi. Xuất sắc quá, mừng quá.
Rồi phía bên dưới đây nha cô chú anh chị đó, phía bên dưới đây người ta cực kỳ, cái đế cực kỳ già nha cô chú anh chị, hàng là trên 100 năm tuổi. Họa tiết chiếc bình này vô cùng độc đáo, đó là dáng bình bát giác cho em nha, dáng bình bát giác à. Chiều cao 29 phân, bề ngang như thế này là 7 phân rưỡi, gần 8 phân nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi ở đây là người ta vẽ lên đây cho mình ha, hoàn họa tiết như thế này siêu đẹp nha, tích là tích kỳ lân luôn à cô chú anh chị, thấy không ạ? Tích là kỳ lân luôn. Còi có giá là 3,5 triệu em sale cho mình, còn 2,9 triệu luôn đi cô chú anh chị ơi, sale lỗ nha cô chú anh chị, thanh lý luôn lô đồ cổ này cho cô chú anh chị mình siêu tầm nè. Dạ đúng rồi anh, cái ấm đó là ấm rót, nó sẽ không có nắp, khi nào ấm rượu nó mới có nắp anh trai. Dòng gốm chu đậu thường thường nó hay sản xuất những cái ấm vậy, nó kêu bằng ấm rót anh. Rồi chiếc bình này 2,9 triệu nha, độc đáo vô cùng, hàng chuẩn trên 100 năm tuổi nha quý cô chú anh chị ơi. Đứng lên nhỏ nhiêu đó. Ở trên bàn quay đây em còn một bộ tách nha cô chú anh chị. Bộ này nó hơi khờn cái ly tí xíu chỗ cái miệng đây. Hôm nay bán rẻ cho mình nha, hơi khờn nhẹ cái miệng nhỏ thôi, một cái lỗi rất rất là nhỏ, nhịn gì không thấy luôn cô chú anh chị ha. Nhưng mà em đặc biệt có lỗi là báo lỗi ngay. Rồi bao gồm 4 chiếc ly, một chiếc bình nha cô chú anh chị, đường kính ngang 5 sen ạ. Chiều cao là 3 phân nha cô chú anh chị, chiếc ly đường kính ngang 5 sen, chiều cao 3 phân. Thông đèn tháo quang toàn bộ cho cô chú anh chị mình nha. Kiểm tra thông đèn tháo quang toàn bộ xịn như thế này nha cô chú anh chị ha. Cái ấm cũng thông đèn tháo quang cho cô chú anh chị mình xem nè. Hàng là hàng đá ngọc nha, bạch ngọc nha cô chú anh chị. Hàng đá bạch ngọc là một trong những dòng hàng đẹp hiếm nha cô chú anh chị. Hàng hàng chuẩn ngày xưa ngày sửa luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây em có bộ này lỗi nhẹ nha cô chú anh chị, sale cô chú anh chị mình luôn nha. 2,2 triệu giờ em gái sale còn 2 triệu luôn ạ. Em cảm ơn Tạ Lương đã tương tác nha. Ấm này kêu bằng ấm quả bí cho em nha anh chị cô chú anh chị. Ấm là ấm quả bí cho em gái luôn. Rồi một chiếc ấm, 4 chiếc ly, lỗi nhẹ một chiếc chỗ miệng, em sale còn 2 triệu đồng, bao chuẩn đồ xưa cho mình, bao chuẩn đá bạch ngọc cho em nha. Bao chuẩn hàng đá bạch ngọc rất là độc đáo cô chú anh chị mình ơi. Cực kỳ là độc đáo nha cô chú anh chị ha. Lên tiếp tục cho em bàn quay đây, đến tay cô chú anh chị gần xa nha, đến tay quý cô chú anh chị gần xa luôn nha. Là một chiếc này kêu bằng chiếc bát nha cô chú anh chị ha. Một chiếc này kêu bằng cái điếu bát nha quý cô chú anh chị mình ơi. Một cái điếu bát trời ơi, mỏng mà nó cực kỳ dễ thương đáng yêu như thế này đây nha. Họa tiết là vẽ rồng cho em, giá yêu thương lắm nha. Em sale cô chú anh chị mình luôn á, giá yêu thương lắm nha. Ở bên trong là chữ nha, bên ngoài bọc đồng toàn bộ luôn. Rồi, một chiếc điếu bát này hôm nay em giao lưu bao phí ship gần xa cho cô chú anh chị mình có giá 500.000 đồng. Chiều cao đường kính miệng là 13, chiều cao 7 phần, 500.000 đồng em bao trọn bộ phí ship gần xa nha. Rồi em quay thêm tác phẩm nữa rồi sẽ tới ông xã em quay một số đồ đi. Hai cô chú anh chị quay một số đồ chắc mình kéo dài với buổi live này tầm khoảng 7 giờ hơn đi cô chú anh chị. Rồi tụi em sẽ xin xin phép cô chú anh chị mình nghỉ mệt ăn cơm. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào buổi live 8:30 ha. Em nghỉ mệt tí thôi, 8:30 là em sắp xếp lô đồ mới lên tiếp tục cô chú anh chị mình chiến tiếp tục nha. Cô chú anh chị mình chiến tiếp tục nha cô chú anh chị. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Trung nè, chúc shop mua bán phát tài. Dạ cảm ơn trai nhiều, mua bán phát tài là thích ngay đó, cái gì mà nghe tới phát tài là em thích liền luôn á. Chiều cao là 14,5 nha cô chú anh chị, bề ngang như thế này 9 phân. Cái này em có một cặp nha, em lên một cái em có một cặp luôn ạ. Một cái là 550, một cặp 1,1 triệu nha quý cô chú anh chị. Một chiếc lọ trà nha, gốm tàu mà người ta vẽ đây là vẽ hình ngũ sắc nha. Cái loại gala đồ gỗ em sọn chanh gỗ đồ ra trên lệnh like cho khách coi đi. Rồi ở đây như mấy cái bình luôn. Rồi ở đây là em giao lưu một chiếc 550.000, một cặp 1,1 triệu nha quý cô chú anh chị gần xa ơi. Và ở đây em cũng có tiếp tục mẫu này cũng lạ nè ha, điếu bát mà mẫu này lạ hơn cái điếu nãy nha cô chú anh chị. Cái bát này nó lạ hơn, nó tròn hơn nha quý cô chú anh chị mình ơi. Nó vẽ là vẽ rồng luôn nha cô chú anh chị, vẽ là vẽ rồng luôn nè. Đó, màu là men lam cho em gái nha, men là men lam nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi đường kính ngang của chiếc bát này là 12 luôn cô chú anh chị, chiều cao như thế này 5,5 phân cũng 500.000 đồng đến tay quý cô chú anh chị mình kiểm tra nha. Em cảm ơn anh Nguyễn Tiến Trung nha. Tầm khoảng 8:30 á, mình gặp nhau nữa đi anh Trung. 8:30 nữa anh lên chia sẻ cho em gặp nhau nữa anh Trung ơi ha. Em like một ngày tới 2 like lận. Ở đây em có một chiếc cái này là hũ phấn chu đậu cổ nha cô chú anh chị. Tuổi đời trên 100 năm tuổi. Hàng này là hàng phấn chu đậu đồ cổ nha cô chú anh chị. Ai mà sưu tầm đồ cổ á, mình vào lui đây mình sưu tầm cái lô này đẹp lắm nha. Chiều cao 16 nè, bề ngang là 8 phân nha. Chuẩn chi chuẩn xịn lành tích luôn. Hôm nay trong like này đang vui vẻ em sale rẻ cho mình nha cô chú anh chị. Đó, sale rẻ hết đi. Đừng em kiếm tiền mua mẫu khác. Cái này là mã này lên mã cho em mã 16 nha cô chú anh chị. Đó mã số 6 nha. Em có niêm mẫu rồi nha cô chú anh chị. Tại dòng này có được đôi ba mẫu. 1,8 triệu em sale cô chú anh chị mình còn 1,5 triệu luôn đi ha. 1,8 triệu.
còn 1,5 triệu luôn à ha. Giao lưu bao phí ship tặng nhà 1,8 triệu, còn 1,5 triệu cho mình nha cô chú anh chị ơi. Rồi, tặng cô chú anh chị mình này nữa nè. Đó, em còn ít này là tặng hết cô chú anh chị mình nè. 120.000 đúng không? Không tính 120 đâu. Rẻ luôn nè, tặng luôn nè. Chiều cao 10 sen, bề ngang thế này 10 sen. Lên trang cái này là song trầm nha cô chú anh chị. Song trầm là carbonate gì đó cô chú anh chị ơi. Nó không phải bằng đồng, không phải là bằng ấy nha cô chú anh chị. Giống như một hộp loại nhựa tổng hợp vậy đó. 120 mà rất là đẹp. Mình để cái song trầm bên đây mình xong. Em giao lưu bao ship gần xa sao cô chú anh chị mình còn giá 80.000 luôn ha. 80.000 em có được hai cái nè. Bên đây lên cái cây cho em cây song trầm màu xà trắng này, bên đây cây màu hồng. 80.000 thôi. Em giao lưu bao phí ship gần xa cho mình luôn, tri ân nha cô chú anh chị. Tri ân cái này là tri ân thật nha. 80.000 đồng. Rồi ở đây là 150 là không tính 150 luôn. Sale cô chú anh chị mình luôn nha. 100.000 đồng luôn cô chú anh chị ơi. Một cái song trầm chất liệu bằng gốm nha cô chú anh chị. Ở trên họa tiết hai con cá, sale cô chú anh chị mình 100.000. Chiều cao 8 phân, bề ngang 10 cm nha quý cô chú anh chị. Rồi, là 100.000 đồng luôn. Rồi bây giờ đến lượt ông xã em review cô chú anh chị gần xa. Oh, nhiều chưa nè? Thấy nhà em nhiều đồ chưa nè? Em có tủ trưng bày của chú anh chị mình thấy không? Đồ đồng là vô số nha cô chú anh chị. Thích cái gì inbox lên đi. Em gắn lên từng mẫu mã, từng chi tiết nè. Bình gốm nha cô chú anh chị. Bình gốm có nè, bình đá ngọc có nè, đèn dầu có. Ở trong đây nè, tại em chưa có chỗ trưng ra vô cho mình xem tham khảo đây. Em có một lô đèn dầu cổ luôn cô chú anh chị mình thấy không? Đó, đèn dầu Pháp luôn bằng đồng. Cô chú anh chị nào thích tối nay hẹn gặp nhau vào lúc 8:30 là em lên tóc tần tật nha cô chú anh chị. Lên tóc tần tật cho mình xem nha. Tranh ảnh cẩn ốc sạc cừ nha. Rồi địa chỉ em nằm ở đây. Là địa chỉ em là tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91, khu vực Thế Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kính quý cô chú anh chị ghé ngang giao lưu trao đổi với em gái nha. Không mua vẫn ghé ngang trao đổi giao lưu bình thường, mình tham quan cũng được nha. Đó, em có luôn là gốm Nhật, gốm Tàu đó, hàng gốm Biên Hòa, đồ đồng rồi đó. Còn đây là ông xã em nè cô chú anh chị thấy không? Ông đang chuẩn bị đồ giới thiệu cô chú anh chị mình xem đó. Rồi bây giờ anh kêu em qua vòng vòng khách xem đi rồi anh mới giới thiệu đó. Nhân vật chính mà ra là xuất hiện là lâu lắm. Đây là gốm Nhật nè. Nó cái lô này nãy em giới thiệu cô chú anh chị rồi, xem này nè. Em có bàn ghế nè thấy không nha. Dạ đúng rồi anh trai, nhà em là phong phú đồ. Nhà em bán tổng hợp như cái bách quá tổng hợp vậy đó anh trai, mà đồ xưa không nha. Em có bàn trang điểm nè, tủ bàn ghế đặc biệt có luôn lông sàn nha cô chú anh chị. Lông sàn giống như cái lông sàn công tử Bạc Liêu vậy cô chú anh chị mình thấy không nè. Nó lông sàn như lông sàn công tử Bạc Liêu gì đó. Ở trên đây em đang chất rất là nhiều đồ luôn. Hàng nhà em là tầng tầng lớp lớp cô chú anh chị nhìn thấy không. Em là chuyên like đồ nhỏ, ông xã em thì chuyên like đồ lớn. Em cảm ơn, em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị Tho nha, em cảm ơn chị Linh Trúc nha. Rồi em có là bàn ghế rất là nhiều loại chuẩn xưa hết nha. Đặc biệt cô chú anh chị nào là yêu thích liên hệ với em gái đi nha cô chú anh chị. Có những tác phẩm siêu phẩm, gọi là siêu phẩm, những bức tranh gọi là siêu phẩm luôn. Rồi, địa chỉ của em là ở tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91, khu vực Thế Hưng, phường Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại cũng như số Zalo em ghim trên màn hình đó nha. 0772 877278. Vô số đồ, nói chung là rất nhiều đồ. Tủ bàn ghế em bao cô chú anh chị mình đề co set up trưng bày sử dụng đó. Mình trang trí nội thất thì cứ tìm đến em đi, tìm đến em Nguyên là có tất cả nha. Và em cũng giới thiệu cô chú anh chị đây đó, shop chúng em luôn được. Cô chú anh chị yêu thương, đây là lô đồ mà cô chú anh chị có chốt mà ship mà việc theo lấy chưa kịp thì chắc ngày mai sẽ lấy. Còn ở đây tủ bàn ghế, đây em chuẩn bị giao hàng cho một anh trai khách VIP của em ở Tiền Giang đây nè ha. Mà bàn ghế tủ ở Thế Long gần em cũng mua nè. Cái này là củ quyền đồ, là tủ thờ nè, là em đang sờ ba lại. Hàng của shop em là sờ ba tất cả rồi mới giao. Đến tay quý cô chú anh chị gần xa là chỉ nhận hàng và rồi sử dụng xài thôi, không cần phải làm gì thêm. Em có những cái cặp bình siêu phẩm siêu to này nhưng mà không kịp lên like. Cô chú anh chị quen biết để ủng hộ khá nhiều rồi nha. Rồi anh giới thiệu những cái sản phẩm lớn lớn, những tranh đồ cho anh, cô chú anh chị xem đi anh. Rồi xin mến chào bà con đang xem live nha. Thì em bên em thì cũng rất là nhiều loại sản phẩm, mặt hàng thì đa dạng và phong phú nha bà con. Giường ghế, lông sàn, bàn ghế, tủ các loại. Bà con mình có nhu cầu giao lưu cứ đến trực tiếp cửa hàng chúng em nha. Địa chỉ là nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha.
ở cách trung tâm thành phố Cần Thơ thì khoảng 20 cây số thôi. Bà con của mình có nhu cầu thì đến trực tiếp mình xem, tham khảo và giao lưu chơi vui cũng vẫn được, hoặc là mình có thể kết bạn qua Zalo, cũng như là mình ở xa cần những loại mặt hàng nè, bàn ghế nè, những sản phẩm nào tủ trưng bày bài đồ hàng xưa cũ, hàng lâu năm, tùy theo loại sản phẩm thôi, giá cả thì từ thấp đến cao, giá nào cũng có nha. Mình đến xem và giao lưu, hoặc là mình liên hệ qua Zalo, em sẽ inbox gửi hình ảnh video cho em. Xin chào chị Quỳnh nhé. Tủ bên em thì nhiều loại mặt hàng đa dạng và phong phú lắm nha. Tủ cảnh ốc là gỗ gõ xưa cho bà con, những cây tủ nói chung là miền Nam mình chưa từng thấy, chưa từng có luôn nữa nè. Ví dụ những cây tủ máy đền mà loại lớn nè, cao tầm 3,5 m lắm nè. Một người ta leo chết tới trên đỉnh 2-3 người ngồi trên dẫn bình thường, giống như là một cái nhà luôn á. Tủ này là hàng nội đại nó lớn nha. Nói cái tủ này nói chung là miền Tây Nam Bộ mình nói chung rất là hiếm nha. Bà con mình kiếm một cây cây cũng không khó luôn, rất là hiếm. Chạm đục và rất là đẹp. Cái này nói chung đã gắp hỏng hết chứ không bao giờ khi nổi đâu. Thì bên em giao lưu thì sẽ có thợ thầy đến tận nơi, tận nhà lắp ráp tận nơi luôn. Và dẫn chuyển tận nhà, cho nên bà con mình cứ yên tâm về những cái vấn đề phí ship hay là lắp ráp nha. Có chú Tiểu bằng đồng 30 không nghe không thấy. Dạ hiện tại cái hàng mà bằng đồng mà cái chú Tiểu nhỏ đó thì em chưa có nha chị. Thì anh cứ liên hệ em, em sẽ gửi hình ảnh cho anh xem. Dạ đúng rồi ạ. Đồng bên em còn khá là nhiều quá cho nên không có nhớ hết. Em sẽ lục cho anh xem nha. Anh cứ kết bạn Zalo inbox đi nha. Em sẽ hỗ trợ lên, em gửi Zalo cho anh xem. Dạ đúng rồi chị Quỳnh ơi. Cửa hàng của em ở thành phố Cần Thơ ạ. Nó nằm ở ngay gần trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 20 cây số thôi. Ở cách sân bay 15 cây, bà con mình ở ngoài Bắc cứ vào tới sân bay alo cho em sẽ hướng đón nước nha, để mình vào tham khảo. Những các chú bác ở ngoài miền Bắc cũng hay vào đây để em để sưu tầm lắm nha. Để chị có muốn sưu tầm gì đó thì khi nào rảnh thôi cứ chạy lại nghe cửa hàng của em nha chị Quỳnh. Bàn ghế tủ thì rất là lớn. Như mấy cây tủ này thì rất là to, hàng này nói chung thì gỗ gõ. Cũng vài chục năm thôi nhưng mà kiểu dáng nó rất là kịch cộm nha. Tuổi đời của nó khoảng chừng là 40-50 năm thôi nha. Cho cây này thì nói chung giá nó cũng không quá cao đâu nha bà con, cũng đang là em đang cũng đem giá để giá hợp lý với bà con mình á. Nó cao khoảng 3,5 m, ngang hơn 3 m luôn á. Mình vừa bày đồ trưng đồ, mình thật một cây tủ mình trưng bày nó không có đụng hàng nữa nè, trên thị trường luôn. Bà con mình xem nha, cây này nói chung rất là đỉnh và vip á. Tủ này hàng loại to đại nha bà con, em đang giao lưu giá chỉ có là 105 triệu thôi nha. Hàng loại lớn á, còn hàng loại rẻ hơn vài chục triệu bên em cũng có, 10 mấy triệu cũng có, tùy theo thôi, tùy theo loại sản phẩm thôi. Mà bà con của mình muốn sưu tầm thôi nha, giá cả thì cứ yên tâm. Mình sưu tầm hàng vừa thì có loại vừa, còn hàng cao thì có loại cao nha. Tủ thì nhiều mẫu khác nhau lắm, bên em còn mấy chục cây tủ thì sẽ có mấy cái mẫu khác nhau hết. Những cái mẫu đều đẹp nha bà con, cẳng và chạm trục nha. Hàng thì nói chung thì bà con mình cứ xem tham khảo thoải mái. Mình lên mình xem, bà con mình xem kênh thấy hay thấy đẹp, mến tay mến chân cho em lượt like share và đăng ký, em cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Hoặc mình có thể đến trực tiếp cửa hàng xem và tham quan giao lưu nha, mình xem vào xem mình chơi vui cũng vẫn được. Trước hết mình xin tham khảo đi. Mình cứ tham khảo nha. Và mình mua sau, không là vấn đề gì nha. Những cái mặt hàng này thì nói chung thì bà con của mình cứ yên tâm, khi mà mình về xài sử dụng á, một cái thời gian gì sau luôn nha, em bảo hành cho bà con của mình cứ yên tâm. Dạ đúng rồi chị, cây này thì nó quá trời to luôn, cái này là siêu vip luôn rồi ạ. Cây này chỉ có không gian nhà to rộng lớn lớn á nha, mình trưng bày mới phù hợp nha, vì nó cao rồi. Dạ cây này là gỗ gõ nha anh chị Thơ. Cây này thì em bao cho bà con mình miền Tây là không quá được 2 cây luôn. Em bao luôn nha, nếu mà quá tới 3 cây thì em thì bà con của mình, nếu mà không quá 3 cây mà có giao lưu rồi trên 3 cây thì cứ liên hệ bên em. Bà con của mình cứ yên tâm nha. Bên em bao tất cả cho bà con mình luôn. Hàng thì em bao làm tích và có giờ mà lắp ráp tại nhà luôn hết trơn nha. Cứ yên tâm. Giờ mình quay bộ quay này luôn đi ha. Tủ cành hồng thì giá cũng hai ngoài triệu nè, nóc và cái này thì nó gọn vừa hơn nhưng mà hàng chặn chặn đồ. Giá nó mềm hơn để mình trưng bày đồ, để đồ cũng đồ nhà. Còn cái những bộ vàng siêu to khổng lồ luôn cũng có luôn nha. Cái tủ cành hồng thì em đang có một cặp á, em đang để giá hữu nghị và thanh lý chỉ có 29 triệu một cây thôi, bình thường 32 triệu, nhưng mà hôm nay em để giá cho bà con của mình trên like luôn đó nha. Cây tủ rất là đẹp luôn, mình về mình để đồ vật dụng của mình hoặc ngang vào. Tủ được cặn ốc và trọng lượng rất là nặng nha, nó dày và nặng lắm. Hàng thì nói chung là hàng nào em cũng có hết trơn á, bà con của mình cứ đến trực tiếp mình xem tham khảo giao lưu thôi. Giá cả thì mình cứ thương lượng sau thôi chứ không hề vấn đề gì nha, rất là đẹp. Mấy cái hàng tủ ốc và cặn ốc hoàng chân. Chỉ có 29 triệu một cây thôi nha, hiện tại có một cặp luôn á.
Thôi em đang để giá ổn định luôn đó bà con, mình cứ đến trực tiếp cửa hàng cũng để con đi mẫu đó. Thôi em còn hiện tại á, em mua lô lên trước á, các bạn đây khách ra họ xem không có chất lượng đi, giá cả phải chăng, ở hàng thì sạch sẽ lặng lặng liền lạc, ở hàng đẹp đó. Em còn chỉ có 4 cây 4 mẫu thôi, chứ cái chục cây mà cũng có số khách cũng theo phương cũng ủng hộ bên em nha. Đó, em chân thành thì cảm ơn rất là nhiều. Chứ cái tủ thờ quế nè, chạm đục nè, hàng chạm đục nè, đó chạm đục rồng nha, đó khá là đẹp. Đó, cây này thì hiện đang giao lưu chỉ có 28 triệu thôi, gỗ của nó là gỗ gõ nha, nó dày lắm. Đó, mình nhìn như thế với cây tủ này, cái dìm này không, nó dày lên tới 3 phân luôn rồi nè. Đó, cửa mở trước, tủ thờ quế á. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp, chỉ có 28 triệu thôi. Đó, còn bên này cũng là một cây tủ thờ cũng khá là đẹp, cũng được cẩm ngóc, bỏ lửa bằng chanh luôn. Cây bên này thì hàng chạm. Đó, hiện tại thì chỗ em chỉ còn có 4 cây thôi, 4 cây thì 4 cái mẫu khác nhau hết, không có mẫu nào giống mẫu nào nha. Ở nhiều loại mặt hàng đa dạng và phong phú lắm, bà con mình cứ đến trực tiếp mình tha hồ lựa chọn, hoặc mình vào kết bạn Zalo, bên em sẽ có lưu hình ảnh gửi cho bà con mình xem trên đó. À đúng rồi chị, bên em là chuyên về gỗ gõ là nhiều. Gỗ gõ cẩm lai bên em cũng có đó nha, gỗ gõ cẩm lai và gỗ chắc. Đó. Chị có nhu cầu những sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em nha. Bình luận thoải mái, em sẽ quay cho mình xem. Bình luận không mất tiền mua, không mất cái gì hết, mình chỉ cần bình luận những sản phẩm mình thôi thì em sẽ quay cho bà con mình xem thoải mái luôn nha. Trực tiếp luôn. Còn bà con mình muốn cần tủ hoặc là bàn ghế đâu nè, tủ trưng bày bày đồ nè, nó nhiều loại mặt hàng đa dạng và phong phú. Em sẽ hỗ trợ quay cho bà con mình xem kỹ nha. Mình có thể dính thời gian ra đến trực tiếp cửa hàng mình xem tham khảo nha, vì đồ em còn rất là nhiều và có những món bên em sẽ thanh lý cho bà con của mình bớt luôn, vì đồ lớn nó khá to khá nhiều nha. Em sẽ thanh lý bớt cho bà con mình nếu mà hợp lý nha. Bà con mình xem giúp em. Bà con mình xem kênh thấy hay thấy đẹp, bấm tay bấm chân cho em một lượt like share và đăng ký, em cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Mình cho em một lượt like và một lượt like thôi. Ở bên này thì một cây tủ thờ quế đó nè, cây này thì bà con mình nhìn là đồng thanh đồng thủ, nó dạng cũng gì nhưng mà người ta chạm được và cản ngóc nè, phong cách nó không bao giờ giống ở miền Bắc miền Nam mình luôn nha. Đó, hàng này là chuẩn hàng quế nha, và đặc biệt cây này đã ốc đỏ nha bà con, nên hàng này nói chung thì tùy theo loại thôi, giá nó tương đối giá trị. Đó, như cây này nó nhỏ hơn cây cạnh bên nhưng mà giá nó lại cao hơn nhiều. Đó, bà con mình xem nha, tùy theo loại sản hàng sản phẩm thôi. Đó, nhưng mấy cái tủ này thì cái kích thước như thế này thì nó khoảng là 127 thôi. Đó, còn chiều ngang cái này thì nó 60 nè. Đó, còn tổng cái chiều dài của cái tủ này nha thì nó lên tới 122. Cái tủ này thì em đang giao lưu 75 nhưng mà em để bà con mình hôm nay là chỉ 72 triệu thôi nha. Ở quầy hàng này nói chung hàng hiếm nha bà con, hiếm là cái mẫu mã và cái kích thước và gỗ của nó và ốc nữa nha. Đó, nó hiếm như thế. Còn cái này nó to, nó bự sát hơn nè, hình nó lớn hơn nha, nhưng mà giá nó lại mềm hơn rất là nhiều luôn. Cây cặp bên thế này, ở cặp bên thì tủ nhất nhưng mà giá là rẻ. Còn cây này thì giá nó tương đối nha, cho nên bà con mình cứ xem và cảm nhận giúp em, tiền nào thì của đấy thôi. Hàng giá trị cao thì đương nhiên là những chất sản phẩm ốc của nó thì giá trị rồi, nó đẹp rồi nha. Và những cái đường chạm được hoa văn đó, như cái này nó dày dặn chắc chắn lắm. Và gỗ của nó, phong cách chạm được của nó nè. Bà con mình xem giúp em nha. Gỗ thì em bao cho bà con của mình về xài không bao giờ mọt mối nha, không bao giờ mối một chỗ nào hết, cứ yên tâm xài, thời gian gì sau có vấn đề gì liên hệ bên em xử lý, bên em có cửa hàng cố định rồi, bà con mình cứ yên tâm nha. Rất là đẹp, đặc biệt cái tủ này người ta cảnh cái tích là thập nhị tứ hiếu, nói về những người con có hiếu cho gia đình mình nha. Rất là hay quỷ nghĩa nha bà con. Cây tủ thờ nhìn gọn gàng đơn giản đơn sơ thôi nhưng mà nó giá trị là ốc và gỗ và thời gian nha. Hàng thì lầm tích và liền lạc toàn bộ hết, khá là đẹp luôn. Mình có nhu cầu cứ inbox qua số điện thoại Zalo, bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho bà con của mình xem. Hoặc là mình cứ đến cửa hàng mình cứ kiểm tra, cứ xem hàng thoải mái nha. Còn bên đây là một cây tủ thờ lớn hơn nè. Các bạn xem cái này thì ở trên đây có cái ngăn kéo, cái này cũng là lỗ đại nha, trên này có cái ngăn kéo ra kéo vào để mình cũng như là lớn nè, hoặc là cái chỗ cái khổ để chứng kiến nha. Cây này cũng đỡ mình cách trước, cây này thì nó to hơn, kích thước to hơn nhưng ốc cũng bằng chăm, không bằng cây bên kia thôi, nhưng mà kích thước nó to và nó xưa hơn cái này nè. Chiều cao cái này là 137 nè, gọc lọc là 135 nha. Đó, và chiều ngang của tủ này thì nó lên tới là 68 phủ bì á. Đặc biệt cái tủ này chiều dài nó to nha mọi con, dài nó lên tới là 1.8 phủ bì lắm nha, tới 1.8 lần á. Cây này thì em đang giao lưu với bà con của mình nha, giá là chỉ có 27 triệu thôi. Bà con mình xem nha, nó to, nó dài tới 1.8 lần, nó to sát hơn đây gần gấp rưỡi, nhưng mà giá nó rẻ hơn gấp mấy lần. Thì ốc của nó nè, ốc xưa theo thời gian nhả bả chầu. Bà con mình xem, nhưng mà ốc này tầm trung thôi, nó không quyết bằng cái ốc cây tủ bên kia.
Đó, dạng tủ thờ thì em chỉ còn có 4 cây duy nhất tại cửa hàng. Bà con mình cứ đến trực tiếp mình xem nếu mà có nhu cầu tham khảo nha. Ở giá thì tùy theo loại cây đó, tùy theo loại kích thước của nó nữa. Đó, bà con mình xem. Đó, cái tích này là bát tiên hội bằng đào nha bà con. Đó, bát tiên hội bằng đào nha. Đó, khá là đẹp, là gỗ của nó nè. Mình mấy cái này mình có nhu cầu giao lưu thì em cho thợ họ sơn đánh bóng toàn bộ hết, muốn cần xả em cũng cho họ xả ra. Mọi người cần coi thêm chi tiết hay là kỹ lưỡng gì nữa thì cứ kết bạn cho em đi, rồi em sẽ gửi cho hình ảnh về chi tiết mọi mặt của cái tủ này nha. Cứ kết bạn trực tiếp lên số điện thoại đi nha. Anh có nhu cầu có giao lưu thì em cũng có lên đội ngũ thợ tại nhà, họ sẽ đánh bóng làm sơn lại toàn bộ theo nhu cầu anh luôn, muốn màu gì cũng được. Dạ, cái này là gỗ gỗ mặt nha anh Lực. Cái này là gỗ mặt, cái này thì tuổi đời nó lâu năm nha, khoảng 50-60 năm. Nhưng mà hàng thì không bị nứt xé, là không công dân, không coi nhót luôn. Mình về xài yên tâm sau thời gian sau này nha. Hàng mới mình xài khoảng chừng vài ba năm mình sợ nó như gỗ dán nó coi nhót thôi, hoặc nứt xé thôi. Còn những mặt hàng xưa cũ như thế này nè, mình xài thời gian sau thì nó rất là yên tâm rồi, không còn sợ bị coi nhót hay nứt xé nữa. Vì nó đâu có một cái độ nhất định của nó đâu. Mà con mình về mình xài sử dụng thôi thì nó không ảnh hưởng cái vấn đề gì. Còn cái bên đây khá là đẹp luôn nè, mà rất là biết luôn, nhưng mà bà con mình xem và giá nó cũng vừa tu vừa tạm luôn. 13 chám, cây tủ này 13 chám cẳng, và nói chung là không còn cái chỗ trống luôn trước mặt nè. Và ốc này là ốc vàng chanh xanh thiên lý nha. Đó, đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý, cái tức này cũng là thập nhị tứ hiếu. Đó, cây này nói chung là đẹp nhất trong cửa hàng em hiện tại nha, mà giá nó cũng tầm trung luôn á. Bà con xem. Đó, cây này thì có cái chiều cao của em đo nó lên 1m56, cao 1m56 nha. Chiều ngang như thế này thì nó lên tới là 64, ngang 64. Còn tổng cái chiều dài, chiếc tủ là 1m40, 140, cửa mở cánh hai bên, 13 chám, tích là thập nhị tứ hiếu. Đó, một cái tích đều là rất ý nghĩa và sâu xa. Ốc là em bao đẹp nha, hàng này ốc em bao đẹp, khi về đến nhà mình kiểm tra hàng, ốc ơi ốc này ốc không đạt chất lượng nè, hoặc cẳng con trai hoặc cẳng gì đó. Đó, không đúng nè, không đúng ốc nè, cứ hoàng về cho em yên tâm. Em ship tận nhà, tận nơi, bà con mình cứ kiểm tra hàng nha, thoải mái. Đó, em giao lưu thoải mái cho bà con mình luôn. Chân dìm thì cẳng, nói chung là cẳng kính luôn đó nha. Ở những cái đường chỉ, đường ốc, đường cẳng hoa văn nè, không chừa chỗ nào trống luôn. Đó, khá là đẹp nha bà con. Chiếc tủ này em đang vô luôn, giá là chỉ có 62 triệu thôi nha. Đó, 62 triệu nó rẻ hơn cây tủ quế luôn, nhưng mà hàng nó rất là dày và nặng đặc. 5-6 người khiêng một chiếc tủ như thế này. Cây này về bà con mình, em bao bà con mình về xài vĩnh viễn luôn nha. Hàng này nói chung thì khỏi chơi rồi. Dán gỗ rất là dày, chắc chắn và cứng cáp. Đó, mình về xài theo thời gian 5 tháng. Có vấn đề gì liên hệ bên em xử lý yên tâm. Đó, bà con mình ở xa ở gần cứ đến cửa hàng để mình tham quan thoải mái trực tiếp nha. Còn mình ở xa quá không có thời gian thì kết bạn qua Zalo. Ở bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ gọi cho bà con mình xem kỹ và rõ hơn, cho đầy đủ chính xác hơn nha. Đó. Thì phía trên bà con mình là một cái bức tranh huynh quy bái tổ về làng. Thì cái bức tranh này em cũng nói trước nha, bức tranh này nói chung giá nó không hề rẻ. Vì chính em anh sưu tầm em nhìn bức tranh này thôi em cũng thấy nó cao rồi. Vì hàng này nói chung chỉ có một bức duy nhất là cao đặc nhất trong cửa hàng của em thôi. Ốc của nó là ốc đỏ quyết, loại ốc cao cấp nhất trong các loại ốc. Thì cái hàng này nó của một cái người anh em người ta gửi cho em thôi. Em gửi em được giao lưu được, giao lưu cũng được thôi nha. Ở thì em bức tranh này nói chung thì em cũng cao, giá cao em cũng ngại báo giá lắm. Người hàng này hàng lớn nó cao lên là 1m07, chiều dài là 2m17 nha. Cẳng kích thích là huynh quy bái tổ về làng. Ốc này là ốc cao cấp nhất trong các loại ốc nha bà con. Em nói kỹ và chính xác nha. Và giá của nó thì nói chung cũng khá là cao luôn nha, chứ không hề rẻ. Nó tới là 145 triệu luôn nha. Cho nên cái bức tranh này rất là cao. Nhiều khi em cũng bà con mình nghiên cứu á, trong bà con mình chuyên gì chơi những cái đồ cẳng ốc, cẳng tranh như thế nào, mà hàng cẳng ốc quyết đó nha. Thực tế là cái giá ốc này nó mắc hơn vàng luôn á, bà con mình xem và cảm nhận. Để cho bà con mình có nhu cầu giao lưu thôi, mà những người mà mình biết chơi, những thích chơi những cái dòng ốc như thế này thôi. Cho giá em thấy nó cũng rất là đắt. Em treo đây để bà con mình ngắm chơi kỷ niệm thôi. Ngắm xem vui thôi nha. Chứ thực tế thì tranh này giá nó không hề rẻ. Bà con mình xem giúp em. Thì bù lại thì nói chung người ta cẳng rất là hồn và sắc nét nha. Chặn nguyên về làng. Tấm này là nguyên khối, giữa là nguyên khối lớn, khối đặc luôn đó nha. Và bên đây thì có mấy bộ vàng cũng khá là đẹp to nè, mà giá cũng hữu nghị bình dân như bà con của mình luôn đó nha. Tùy theo loại mặt hàng thôi, 40-50 cũng có, 20-80 cũng có nha. Cái bộ này thì nó 7 món nè, 4 cái ghế, 4 cái đơn, toàn dao, 4 mặt nha bà con. Hàng này là hàng quý tông nha, ghế nó to lắm, mỗi cái ghế ngồi mà bà con mình xem rất là lực lượng. Hai cái đôn, một cái bàn và 4 cái ghế đơn như thế này. Mỗi cái ghế này đều là người ta gáp bằng mộng hết, cả gáp bình thường, ở giao lưu có xa thì em cả gáp hết. Ở đến tận nhà thì chỉ có thợ lắp ráp cho bà con của mình thôi. Hàng này nói chung cũng khá là nặng nha, chắc gỗ của nó gỗ gõ. Mấy cái thành này nó dày lắm nha. Và đặc biệt mấy cái bộ này người ta cẳng là tứ diện luôn. Tứ diện, mặt trước mặt sau hai bên không.
đó, toàn diện toàn bộ hết. Hàng này nói chung mấy cái mẫu này nó lớn to, mình có không gian rộng vừa vừa trưng bày trong nhà đó, thì mình tiếp khách đó, nói chung thì rất là đẳng cấp đó. Cẳng nào mà chạm được là khỏi chê. À, con mình xem nha, hai bên là mình hai cái tay may, kiểu dáng hai tay may vậy đó nha. Ở trên là một cái mặt, những cái mặt đá, người ta khảm mặt đá nè, đá thú quen đó, gỗ mộc mạc đó, bà con mình xem. Mà hàng này nó cũng vài chục năm thôi nha. Đó, bà con của mình đó, thường thường có mà là Bạc Liêu của mình có đi tham quan, nhà công tử Bạc Liêu cũng thường hay bắt chợt gặp những cái sản phẩm như thế này. Ở tủ bàn ghế giường sạc lông sàn nè, lông sàn thì bên em cũng có nhiều mẫu nha. Đó, chỉ còn hai mẫu, hai cây thôi. Có một cây hình công chúa lớn và một cây loại dừa. Cây loại dừa thì khoảng chín ngoài triệu thôi, dạng lông sàn đó nha bà con. Đó, cây dừa bình thường là khoảng chín ngoài triệu thôi. Đó, cũng, nó nặng cũng thành tấn á. Đây, đó, mấy cây này thì nói chung hàng ghế này thì bà con mình xem là khỏi chê rồi. Đó, mấy cây này thì về đến nhà mình đặt vào là mình trưng bày thôi. Đó, mình tiếp khách phải khách đến nhà uống nước trà thôi. Đó, khá là đẹp, bàn cũng to và rộng lớn lắm nha. Đó, bà con mình xem không rõ nghe không kỹ liên hệ số điện thoại Zalo nha, em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con mình xem kỹ càng và rõ ràng hơn, nó đầy đủ và chính xác hơn nha. Đó, chỗ nào không rõ không kỹ không hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em cảm ơn rất là nhiều ạ. Đó, bà con mình xem cái bàn này để em đo kích thước hạo cho bà con mình xem nha. Bàn thì có cái chiều dài là 176 nè. Đó, cái bàn có chiều dài 176, chiều rộng ngang của bàn là 89 nha. Còn cái ghế, cái độ rộng nhất của nó là hai cái chỗ kiềng ra là 108, chỗ về ra 108, và những cái thành đố sau lưng nó dày 4 phân đó, cho nên hàng này về bà con mình xài thì cái yên tâm vĩnh viễn đời đời luôn. À, nó rất là dày, nó đổ chén thì khỏi chơi, hàng này nội mà công chén người ta cẳng ốc thôi, mình cũng biết rồi, thời tốn kém thời gian chi phí cũng như là chạm đục gỗ nè. À, bà con mình xem nha, bàn thì cẳng ốc khỏi chơi. À, cái bộ này em đang giao lưu giá 92 triệu nha, 92 triệu là bên em bao phí vận chuyển trên mọi miền tổ quốc luôn rồi đó nha bà con, em có bao phí toàn bộ hết rồi nha. Và bà con mình ở gần miền Tây, khu vực gần chúng em có thể thương lượng giảm tí xếp cho bà con mình nữa, cứ yên tâm, hoặc đến trực tiếp cửa hàng thì em sẽ có cái giá hữu nghị cho bà con mình tặng nơi tặng nhà luôn đó. Bà con của mình cứ đến trực tiếp nha. Ở bên này thì em cũng có mấy bộ trường kỷ xưa nữa nè, hoặc bộ bàn ăn xưa nè, còn bên này là cổ chắc nè. À, bà con mình xem, còn đây em có một cây tủ xưa nha, cái tủ này tủ đời khá là già lâu năm nè, và giá nó mềm nè. À, bà con mình có nhu cầu thì em cũng sẽ tốt tính toán lại. Thường ngày xưa cái tủ có chính giữa nè, để người ta để cái tivi trắng đen đó, để tivi trắng đen cái này, cái tivi ngày xưa tivi chung chuông á, và những cái màn mà chắn tủ thế này nè, những một cách á. Thường mà ngày xưa cũng có những cái nhà là quý tộc không à, quý tộc xài chung chuông nha. Đó, cái này nhìn nó cũng to vậy đó, nó gác bằng mộng nha bà con, có khi không nổi luôn nha. Cái chiều cao cái này thì nó lên tới là 2m28 thôi đó, nó cao khoảng 2m28 thôi nha. Và cái tủ này nó cũng khá là dài, dài của nó thì chiều dài tổng của nó thì lên tới 2m45, nó dài tới 2m45 là tủ thì có cái độ sâu thế này nè, là nó 55, cây này là cũng trên 50-60 năm nha. Đó, bà con mình về xài là yên tâm, không sợ mối mọt, không sợ nước xé, con dên, con nhót gì nữa. Đó, ốc của nó thì nhả bả trầu xưa theo thời gian. Đó, tích thì bà con mình xem nha, đó, tích tùng đình nhìn rất là đẹp, ốc thì vàng chanh theo thời gian năm tháng nhả bả trầu nha. Đó, dáng gỗ của nó nè, lành lặn liền lạc nè. Ở bên dưới là bác tiên đang hội bàn cờ, ở bác tiên đánh cờ nha. Đó, khá là đẹp. Cây này em đang để cái giá hữu nghị thanh lý với bà con của mình luôn là chỉ có 28 triệu thôi nha bà con. Nó cao là 2m4 chiều, dài tổng là 2m45 nha. Đó, dài nó tới 2m45 là cây này thì gã gáp bằng mỏng hết. Hàng chuẩn xưa của ngày xưa người ta xài để cái tivi trắng đen, cái thời trắng đen đó. Đó, bà con mình mà bây giờ mình về mình không nói mình để trưng bày và mình có thể là mình để trưng bày đồ vào. Đó, mình để thấy thôi. Còn cái này nguyên cái dạm nè, chìm dạm hoa, chim hoa nè, ở nho sóc nè, mình nhìn thôi mình biết rồi. Nó khá là đẹp nha. Đó, về mình để bày đồ thôi mà giá chung rất là mềm, hữu nghị cho bà con mình luôn nha. Ở bên em đều bao ship, bao vận chuyển và bao đánh bóng lại cho bà con mình có nhu cầu để giao lưu. Đó, giá chỉ có 28 triệu thôi. Đó, chất liệu là gỗ gõ. Đó, bao về xài và sử dụng luôn nha. Bà con mình xem kênh thấy hay cái đẹp, bấm tay bấm chân cho em một lượt like, share và đăng ký. Em cảm ơn rất là nhiều. Ở hoặc kết bạn Zalo bà con mình nha. Kết bạn Zalo cần những sản phẩm nào cứ bình luận lên. Và đây em có một cái bộ bài gỗ chắc 7 món, chạm đục chút nho. Đó, bà con mình xem này là gỗ chắc nha. Đó, cái này thì nó được đánh bóng hút lại rồi nè. Nó đánh gom rồi nè, bà con mình xem một cái bàn 4 cái đơn và 2 cái đô. Gỗ của nó là gỗ chắc 100% hết nha. Đó, em bao hàng ở khách hàng. À, đặc biệt cái bàn thì mặt của nó phải 4 lá chứ không phải lá liền. Nếu mà lá liền thì giá trị nó tiền phần trăm.
Còn bình thường như thế này thì giá nó tương đối thôi. Bộ này thì giá chỉ có là 48 triệu thôi nha. Và gỗ của nó là gỗ chắc nha bà con. Một cái loại gỗ quý hiếm hiện tại nha. Nó tính bằng kg không á. Đó bà con mình xem. Đó. Hàng gỗ chắc thì mình cũng biết rồi. Nó không có nhiều trên số lượng thị trường đâu. Nhưng mà nó có thì giá nó cũng rất là đắt chứ không phải rẻ. Đó, dòng gỗ chắc như thế này. Đó, 48 triệu một bộ vàng gỗ chắc nha. Đó. Những sản phẩm bên em thì bao ship tặng nhà, bao thời thợ đến tên nơi và mình kết test hàng thoải mái. Đó, bà con mình cứ yên tâm nha. Đó, bên em giao lưu thì sẽ ra trên clip chứ. Mình cứ về và kiểm tra hàng thôi. Đó, bà con của mình xem những sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em nha. Mình cần sản phẩm nào cứ bình luận lên thoải mái. Đó, và cho em một lượt tim, lượt like và đăng ký. Đó, cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Bên này thì em có một cái bộ vàng nè, bộ vàng tròn, 8 cái ghế, 9 món nha, 8 ghế một vàng. Nó khá là đẹp nha, chất liệu gỗ gõ được cắn ngốc và tranh Singapore. Đó, cái bàn này mình ngồi trong nhà mình khách mời, trong nhà mình bàn uống trà là mình đang khách ăn uống được. Nó nhìn rất là đẹp nha bà con. Đó, hàng này nói chung mà mình nhìn thôi là mình biết khẩu kính rồi. Cái bàn này đường kính của nó lên tới 1.3 luôn nha. Bàn này đá là đá tàu, đá chân mây á. Nó khá là đẹp, hàng lành lặn liền lạc đó nha. Cái bộ này thì em đang giao lưu giá 68 triệu. Đó, 68 triệu bao phí vận chuyển trên mọi miền tổ quốc luôn nha. Đó, bà con của mình xem hàng thì em bao lần lặn liền lạc hết, cứ yên tâm. Đó, bà con mình cần sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em nha. Đó, thì em sẽ like một lúc nữa, một xuống đồ thì khoảng 8:30-9 giờ bà con mình nhớ đón xem. Em sẽ lên tiếp tục em like cho bà con mình xem một còn một số nhiều, bên em nhiều đồ lắm, nhiều loại mặt hàng lắm nha. Em sẽ quay cho bà con mình xem, mình ngắm chơi vui thoải mái cũng vẫn được. Bà con mình nhớ đón xem nha. Đó, bà con mình có đang xem kênh thì cho em một lượt đăng ký. Đó, em sẽ like thì bạn nó sẽ phát cho, nó sẽ thông báo cho bà con của mình xem kỹ càng hơn. Đó, 68 triệu bên em không vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Thì bà con mình lưu ý giúp em nha, khi mình muốn cần giao lưu hay những mặt hàng gì cứ có một số điện thoại duy nhất trên màn hình thôi. Ở một số điện thoại là 0772 8772 78 thôi nha, không còn bất cứ số nào khác nữa nha, để bà con mình lưu ý để cho những người khác trộm vào họ lừa bất công lắm nha. Đó, là bà con mình lưu ý chỉ có một số duy nhất thôi, không có chuyển khoản bất cứ số nào khác nha. Đó, bộ bàn này thì em giao lưu giá 68 triệu nè. Đó, còn cái bộ này thì hai cái bàn bán nguyệt nè. Đó, mỗi một cái 9,5 triệu. Bàn này thì mình gọt một cái bàn tròn, còn không thì mình để hai cái ra. Đó, mình để vô bàn một trưng bày hai ghế ngồi hai bên, đó, mình về sưu tầm thêm. Đó, gỗ của nó cũng là gỗ gõ luôn. Đó, ốc thì bà con mình xem khá là đẹp. Mỗi một chiếc bàn thế này chỉ có 9,5 triệu thôi nha. Đó, 9,5 triệu một cái thế này thôi. Mình để ốp bầu tường á, mình trưng bày đồ cũng vẫn đẹp nha. Để đồ trưng đồ bày đồ. Đó. Cảnh thì ốc thì mặt trước hình vòng cung bầu dục hình chữ C á. Đó, hình chữ C nha. Đó, khá là đẹp. Đó, 9,5 triệu một cái thôi. Còn một cặp á là 19 triệu bên em bao phí toàn bộ. Những sản phẩm bên em đều đã bao gồm với ship hết nha. Đồ lớn, đồ nhỏ, đồ to hay bất cứ sản phẩm gì em đều bao hết cho bà con của mình luôn rồi đó. Đó, bao ship hết rồi bà con mình cứ yên tâm nha. Đó, còn mình ở gần thì em có thể bớt tí cho bà con của mình nữa, cứ yên tâm. Còn hàng xa, ở xa quá thì phí nó cao, em không có được nhiều nha. Đó, còn đây thì có một cái tủ bày đồ nè, để bà con mình về mình trưng bày những cái vật dụng mình sưu tầm nhỏ nhỏ nè. Đó, nhìn rất là duyên, nó chạm được hai mặt luôn, kiểu mình làm bức bình phong cũng được nha. Đó, chạm được hai mặt cái tủ này thì giá chỉ có 16 triệu thôi. Gỗ của nó gỗ gõ nè, chạm được hoa văn quả tiết nha. Trên thì có hộp tủ nè, nó ba cái. Đó, nó nhiều ngăn nhiều tầng để mình trưng bày lên. Cái này về mình để đồ lên nhìn đẹp lắm. Trưng nó cái đồ lặt vặt như đồ gốm, đồ đồng, đồ phong thủy rồi nè. Đó, bà con mình xem nha, nó khá là đẹp. Đó, mà chỉ có 16 triệu thôi nha bà con, em bao phí trên mọi miền tổ quốc nha. Đó, bà con mình xem kênh, nếu mà chỗ nào không rõ không kỹ liên hệ số điện thoại giúp em nha, hoặc cần những sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em, bình luận thoải mái. Đó, cứ bình luận thoải mái nha, cần sản phẩm nào cứ bình luận thoải mái. Đó, đó, chiếc đó thì em giao lưu chỉ có 16 triệu thôi. Đó, thì em buổi live hôm nay thì em cũng xin kết thúc tại đây nha. Bà con mình nhớ đón xem vào khoảng 8:30 hoặc 9 giờ tối em sẽ lên tiếp tục live cho bà con mình xem, giới thiệu nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú khác nữa. Tranh ảnh nè, đồ đá nè, nhiều loại mặt hàng nha. Đó, những loại đá ngọc quý nè, lưu bên em cũng còn nạp mấy bộ nữa nè. Đó, mặt hàng đa dạng phong phú nha, để bà con mình xem nghiên cứu sưu tầm hoặc mình dành xem chơi cho vui mình nha. Đó, em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc, và em xin mến chào, hẹn lại 8:30 tối nay nha. Xin chào ạ.